các thầy sẽ hướng dẫn nào. Màu trước khinh khí cầu này, sao cái màu nó cứ bị nhạt nhạt ấy nhỉ? Xong rồi thầy sẽ chỉnh lại. Nào các bạn nhìn nhá. Một chiếc khinh khí cầu được bay lên từ một địa điểm. Con địa điểm ở đâu người ta chưa cho này, tập trung nghe này. Đấy, thì chắc là gấp tọa độ. Đấy. Và sau một thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách điểm xuất phát về phía đông. À thế thì chắc chắn là gấp tọa độ rồi. Tức là điểm xuất phát là gấp tọa độ cho các bạn nhé. Cách về phía đông 8 km. Đây là phía đông nha các em. Thế cái câu người ta bảo là khinh khí cầu cách phía đông 8 km, em hiểu như nào? Đây nhá, đầu tiên cái giống như cái điểm mà hôm nọ thầy dạy xác định tọa độ trong không gian ấy. Là từ điểm này đầu tiên em chiếu xuống mặt đất này. Đấy, ở đây thì gọi là điểm A, thế dưới mặt đất là A phẩy chưa? Em hiểu không ạ? Tức là A của tôi là lơ lửng trong không gian, bởi tôi chiếu xuống mặt đất. Mặt đất là vùng làm việc của X thì đây, XO gì đây? UI. Vậy thì tọa độ của A phẩy với cái tọa độ của A sẽ là giống gì đây? Giống nhau. Ở đây chúng ta đang nói đến hoành độ với cả tung gì? Độ. Chưa? Còn cao độ A phẩy luôn bằng mấy đây? Bằng 0 này, chiều xuống trục OZ này, A phẩy luôn bằng 0 chưa? Đấy, cho nên là các em hiểu là anh A này mà chiếu vuông góc xuống mặt XOY nhá, thì cái điểm A phẩy này đại diện cho điểm A trên mặt phẳng. Và hoành độ với tung độ của A với A phẩy như nhau. Đấy, thì cái câu chuyện người ta bảo là gì? Xuất phát về phía đông 8 km, đó chính là từ điểm O này đến cái điểm E này này. OE là 8 km. Thế có phải ở đây từ A phẩy thì chiếu xuống điểm E này vuông góc không? Ta cho sẵn là vuông góc này này. Vậy thì các bạn thấy ngay, đầu tiên tọa độ điểm A nhé, tung độ của A chính là tung độ của A phẩy. Mà A phẩy tung độ là mấy các em? 8. Đấy. Vậy ở đây tung độ thầy điền là mấy đấy các em? 8. Được chưa? Rồi. Bây giờ phía nam. Phía nam là phía nước này đúng không các em? Người ta cho sẵn chữ nam này này. Thì là mấy đấy các em? 6 đúng không? Thì ở đây A phẩy dòng xuống trục X là mấy đây? 6. Hoành độ của A phẩy là hoành độ của điểm A. Chưa cả lớp. Thế còn cao độ. Cao độ thì đừng có nhìn nó A phẩy nó luôn bằng 0 chưa? Và A này này, người ta cho chiều cao đây này. Cách mặt đất bao nhiêu các bạn? Để ý đơn vị này, đây là bao nhiêu đây? Km. Còn đây là bao nhiêu mét? Mét. Phải đưa 500 về km đúng không? 500 chia một tí thì là 0,5 chưa? Lớp hiểu bài này chưa? Thì người ta hỏi là gì? Tìm tọa độ của chiếc khinh khí cầu. Đây, đây chính là tọa độ của tôi đây. Được các bạn. Tiếp theo là xác định khoảng cách từ khinh khí cầu đến vị trí tại điểm xuất phát. Đây này, vị trí xuất phát là 0 này này. Thế thì các bạn có rồi. 0 là góc tọa độ là 0,0,0. Điểm A của mình ở trên thì mình tính tọa khoảng cách đúng không? Là tính độ dài ô gì đấy? A. Thế chưa các bạn? Lấy A trừ 0 này. 6 trừ 0 là 6 bình phương này. 8 trừ 0 là 8 bình phương này. 0,5 trừ 0 là 0,5 bình phương. Đấy, cái bấm cho máy tính xem ra đáp án là gì. Bao nhiêu đấy ạ? Đấy, không thống kê bạn nào nghỉ và đi đầy đủ hiểu. Bạn nào? Tôi tin tin nhắn như thế gì? Tin nhắn. Hôm nay kết quả bao nhiêu? Sấp xỉ 10 à? Xong bài chưa? Bạn đã biểu con này chưa? Có phải dễ mà, có khó đâu. Đấy, các em ghi chép không nhá. Đấy, các em hiểu comment thầy cho thầy câu này. Câu này comment thầy chữ cầu để respect khinh khí cầu. Shout out cho khinh khí cầu. Câu này dễ nhá. Chúng ta chuyển câu nào. Thì ở trên ấy, ở trên thì nó sẽ có mấy câu tương tự. Thì đầu tiên là các bạn đánh dấu câu 19 này các bạn tự làm. Sau đó thì Giang sẽ nói câu tiếp theo là câu 21. 21 thầy chữa rồi. Ồ, thì thôi, thầy sẽ chữa 21 trước nhá. Cả lớp nhìn 21 nào. Câu này sẽ khác một chút này. Hai chiếc máy bay không người lái. Đấy. Cùng xuất phát, cùng bay lên tại một địa điểm, tức là mốc tọa độ là 0 này này.
Sau một thời gian, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía bắc là 20 km. Cái câu này giống câu cây khi nhí cầu lúc nãy không? Nhưng mà em thấy là bài này chỉ có mấy chục tọa độ thôi. Mấy chục? Chục này có thấy là giống chục OX với cả O gì đấy? Ui không? Tức là mình đang xét mặt đất. Còn cái phương học người ta không thể hiện ở trên hình này. Ok, thế thì tôi xác định hoành độ trước đúng không? Hoành độ tung độ ghi trước. Máy bay thứ nhất, máy bay thứ hai đây. Nào chúng ta xác định tọa độ M1 trước này. Em nhìn ở phía máy bay thứ nhất. Máy bay thứ nhất cách phía bắc 20 km. Tức là tung độ là mấy đây? 20. Cách về phía tây 10 km. Đây là phía tây và đây là phía đông nha các em. Nhưng nếu trên trục X thì đặt như thế này, ở phía tây là phần gì? Phần âm. Còn phía đông là phần gì? Dương. Thế thì cái anh tây này các bạn nhớ phải là trừ mấy đây? Trừ 10. Vậy thì M1 của mình phải là trừ 10. 20 chưa? Cái cao độ thì sao? Cao độ không thể hiện ở trên hình nhưng mà người ta cho luôn. Người ta bảo là cách mặt đất bao nhiêu các bạn? 700. Lấy 700 chia cho 1.000 là không phải mấy? 0,7. Kiểu như thế đó không ạ? Tiếp cho M2 nào. M2 của chúng ta tương tự. Phía đông là bao nhiêu đây? 30. Phía nam là dương em. Trục OI thì phía bắc là dương, phía nam là gì đấy? Âm. Cái này là âm hai mấy các bạn? Âm 25. Cái kết quả là âm 25, 30. Chiều cao nào? Chiều cao của anh này là đều cách mặt đất. À anh này là cách mặt đất 1 km. Thì anh này là 1 chưa? Thế chưa ở lớp. Tức là chúng ta xác định tọa độ xong chưa các em? Rồi nhá. Ơ chúng ta tìm cái gì ạ? Ơ nó bảo khoảng cách hai chiếc máy bay à? Thế rồi. Tính M1, M7 đây. Đây. Tọa độ sau cho tọa độ trước. Âm 25 trừ đi trừ 10. Tức là âm 15 bình phương. Đấy. 30 trừ 20 là 10 bình. 1 trừ 0,7 là 0,3 bình phương. Được không? Ơi. Vậy là 25 ạ. 25 á. À nhờ hoành độ trước nhỉ? Thế thầy thử xem các em biết đọc không đấy. 30 trước, âm 25 sau. Quá tuyệt vời. Mình tính lại đoạn này nhá. Là 30 trừ đi trừ 10 thì là 40 đi chứ, 40 bình này. 25 trừ 20 là âm 45. Đấy, 1 trừ 7 thì vẫn là 0,3. Lớp hiểu bài này chưa? Đọc bao nhiêu các bạn tự tính tốt nhá. Hiểu không nhỉ? Ok chưa các bạn? Xong nhá. Chuyển câu. Được chưa? Trong không gian xét tọa độ OXYZ có góc tọa độ O trùng với vị trí một giàn khoan. Đây là O này. Rồi, mình chữa luôn câu này rồi nghỉ nhá. Để tổng kết cái đề ba này nó không còn cái gì gợn sóng nữa. Được chưa? Nó xanh chín. Bây giờ là gì ạ? Radar phát hiện một giàn khoan đặt cách một tàu thám quyển có vị trí cách giàn khoan về phía tây. Cái gì? Phía tây là trục OX. À... tức là radar ở đây này, con tàu đây này. Con tàu cách vị trí giàn khoan về 10 km về phía tây, tức là từ đây đến đây này, về phía tây này này. 10 km. Ờ, tức là hoành độ là 10. Tiếp theo là 5 km về phía nam, phía nam là trục OI. Ở đây chắc là 5 km về phía nam. Ừ, đây là vị trí. Rồi. Và ở độ sâu cách nước biển. À, độ sâu cách nước biển. À ok, tức là con tàu này nó ở tít ở dưới các bạn. Đấy, tàu ngầm mà. À, tàu ngầm đúng không? Tàu thám hiểm, ok. Thế bây giờ người ta bảo là khoảng cách từ radar tới tàu thám hiểm. Ôi giời, quá dễ rồi. Radar của mình là tại giàn khoan. Tức là chính là lấy là từ gốc tọa độ, ok. Đấy, mình đặt cái hệ trục này là tại giàn khoan. Tức là radar nằm ở đây. Thế con tàu thám hiểm là cái tàu ngầm ấy các bạn. Thế cái tàu ngầm này. Đấy, tàu ngầm này. Thế bây giờ khoảng cách thì ở đây gọi thì gọi điểm M đi. Thì tọa độ điểm M mình đọc được luôn này. Điểm M đây này. Điểm M của tôi cách 10 km về phía tây, tức là 10. Để cho để đơn vị là km đi cho nó dễ. Phía
Nam là trụ Uy là 5. Thế còn nằm bên dưới mặt nước biển thì có phải thầy đang mấy mốc là gì ạ? Gốc tọa độ trên trục OZ ý, là mốc là nước biển, mặt nước biển nó chính là cái radar, à là cái giàn khoan này. Thế thì nếu mà nằm bên dưới thì cái tọa độ này phải âm, đúng không? Là ở đây đưa về km nhỉ, thì là thầy chia cho 1.000, tức là âm 4,359. À, âm 4,359. Thì sau khi mình xác định được tọa độ thì mình tính khoảng cách rất đơn giản thôi. Âm 4,359 này chia cho 1.000 mà. Rồi bây giờ tính độ dài OM chính là khoảng cách từ gốc tọa độ, từ cái giàn khoan đến cái tàu thám hiểm là độ dài OM. Căn bậc 2 của 10 bình cộng 5 bình cộng với cả âm 4,3509 bình phương. Là chúng ta bấm máy nhá. Rồi. Căn bậc 2 của 10 bình cộng 5 bình cộng với cả 4,3509 59 chứ. Là xấp xỉ 12 km. Đấy, xấp xỉ 12 km xong bài. Câu này là câu khá là dễ nha các bạn nha. Rồi. Đọc đi đọc qua đề bài một chút đi, rồi thầy sẽ phân tích vấn đề. Đấy, câu này là bài EC trong sách giáo khoa nhé, sách giáo khoa có đấy, cái dạng bài này này. Đấy, 2K6 vừa báo đi, thằng Tuân nó đỗ đi kinh tế quốc dân này hiểu không? Ngôn ngành ngôn canh à? Nghe hôm qua đi học rồi mà hiểu không? Ở thì tức là bạn ấy học chậm. Bốn cái bạn em vừa nhắn là nghỉ rồi nhá. Nào bơ các bạn nhìn câu 8 nhé, đọc đề bài không chưa? Nào thấy chưa, nhanh còn đi về gặp người yêu cũ nào. Đầu tiên người ta bảo tìm tọa độ cây quạt nhá. Các bạn thầy giải thích này. Cây quạt chính là vị trí quy để cho các bạn nhìn thấy quy này chưa? Rồi. Cái bài này liên quan rất nhiều đến bài đặt trục con nọ nhá. Hoặc là gắn với bài toán thực tế. Không sao cả. Đầu tiên là muốn xác định được anh quy này thì em có thấy là quy nằm trong mặt phẳng XOY không? Nằm trong mặt sàn ấy, nằm trong mặt XOY chưa? Thế thì cao độ là không là chuẩn chưa các bạn? Đúng này, cao độ không là đúng không? Nằm ở mặt sàn mà. Bây giờ là gì? Các bạn nghe này, hộp quy đặt ở sàn nhà, biết rằng cây quạt cách tường OXZ là 3 cm. Câu này là câu cực kỳ lừa các em nhé. Tập trung nghe cho kỹ này. Thế nào là một điểm cách một bức tường? Tức là từ cái điểm này chúng ta kẻ một đường vuông góc đến mặt XYZ, à OXZ. OXZ là mặt nào đây các bạn? Là mặt chứa hai cái đèn AB chưa? Nếu mà từ quy thì kẻ vuông góc nhá. Em nhìn cái phương OY này này, có phải phương OY của mình là vuông góc với cả cái mặt phẳng đấy không? Đúng không? Trục OY của mình vuông góc với mà XYZ mà. Thì qua quy thì kẻ một đường song gì? Song song. Ở đây thì gọi là K nhé. Chú ý thế nào? Thế thầy hỏi các em là cái anh hoành độ của nó là bao nhiêu? Hoành độ của đường quy này. Có là 3 không? Có là 3 không? Không, nó là 3, các bạn sai luôn. Quy K là mấy đây? Và khoảng cách từ quy đến bức tường tức là quy cao bằng 3 nhé. Nhưng đây không phải là hoành độ phải là ô gì? OK với cả quy K là hai cái đối tượng khác nhau hoàn toàn. Hiểu bây giờ nói chưa? Cái dữ kiện sau mới cho các em xác định hoành độ này. Khoảng cách từ quy đến mặt IOZ,
IOZ lại là cái tường chứa cái ổ điện C chưa? Cái tường quy thì kẻ vuông gì? Vuông góc, tức là song song với ổ X. Đấy. Đây gọi là H nhá. Em thấy ngay là từ quy kẻ vuông góc đến cái bức tường này là H nhá. Thì khi đấy cái khoảng cách này mới là 6 này. Và em sẽ phát hiện là gì? Khi đấy cái hình OK QH của tôi là hình chữ gì? Chật. Em có công nhận với thầy hình chữ nhật không? Và khi đó các anh QH bằng 6 mới bằng OK bằng 6. Mà OK bằng 6 mới là hoành độ của điểm gì đấy? Q. Vậy anh này là sai luôn rồi. Anh này Q của tôi chọn tọa độ chuẩn phải là 6. Được chưa? Đó hoành độ. Tung độ đây này. Tung độ là từ Q kẻ vuông góc 40 OI là H. Tung độ của Q là tung độ của H. Mà OH bằng mấy đây? Bằng 3. Vậy bài này phải là 630 nhá cả lớp nhá. Chúng ta kết luận bài này kết luận ý này là gì đây? Sai. Các lớp hiểu với thầy nói chưa? Ok chưa? Là mình phải hiểu bản chất là như vậy. Nào bây giờ đến ý B nào. Tọa độ ổ cắm điện ABC lần lượt là như thế này. Nào các em trả lời cho thầy ABC này thì tọa độ này đúng hay sai đây? Điểm A trước này. Điểm A của tôi là nằm trên mặt XOZ. Vậy tung độ bằng 0 là đúng. Mặt XOZ là mặc định là tất cả những điểm nằm trên mặt này là không có Y mà. Là Y bằng 0 chưa? Điểm B cũng thế đúng nhá. A với B nằm trên XOZ Y bằng 0 đúng. Tiếp theo là hoành độ của điểm A. Các em nhìn này. Ổ cắm điện của điểm A cách bức tường chứa ổ cắm B lần lượt là 7 với 1. Câu này có nghĩa là gì? Em có công nhận bức tường chứa ổ cắm C chính là cái bức tường màu vàng này không? Khi đấy A của tôi mà cách bức tường này, tức là từ A tôi kẻ vuông gì? Vuông góc đến bức tường này chưa? Từ A tôi kẻ vuông góc đến bức tường này nhá, tôi sẽ gọi là E. AE vuông góc cho các bạn. Tức là ý của bài này AE là bằng 7 này các bạn này. A đến E là 7. A đến E là 7, nếu mà từ A, từ A tôi chiếu vuông góc xuống trục OX ấy. Thế gọi là AT nhá. Các bạn công nhận là độ dài AE bằng với cả OT không? AE bằng 7 thì OT bằng 7 không? OT chính là hoành độ A chưa? Vậy thì A hoành độ là 7 đúng này các bạn này. Quý thầy nói này không ạ? Cao độ này là A và B đều cách làm sao đi ạ? À, cách mặt sàn 40 cm. Thì có phải cách mặt sàn chính là đoạn AT này không? 40 cm, các em đưa về cho đây là về mét đi, bởi vì là các thông số khác là mét nhá. Đây 40 chia một gì đấy? 100. Là bao nhiêu mét? Đấy bấm này đi, 40 chia 100 là bao nhiêu? 2/5. Thế có phải là cao độ AT chính là cao độ của điểm A không? Đúng không? AT sẽ bằng EO là bằng 2/5. Chuẩn chưa các bạn? Cao độ A đúng chưa? Đúng nhá. Cao độ B nào? Điểm B của mình cách bức tường 1 mét. Đây này, chính là BE. BE bằng 1 thì chiếu xuống hoành độ là 1 chưa? Hoành độ là 1 đúng này. Chiều cao của A với B như nhau. A là 2/5 đúng thì B là 2/5 đúng chưa? Đến chưa cả lớp? Bạn nào cũng hiểu hỏi ngay nhá. Nguyên hiểu không Nguyên? Rồi. Điểm C nào? C đâu nhỉ? À đây, ổ điện C đây. Đây, đây C đây. C nằm trên mặt IOZ. IOZ thì hoành độ bằng 0 đúng này. Alo. Ok nhá. Kéo lại xuống hai công đức. Nào, tung độ nào? Tung độ thì muốn tìm tung độ của C là mình chiếu vuông góc đến cái trục OI đúng không các bạn? Thì ở đây các bạn đọc này, ổ cắm C cách bức tường chứa hai ổ cắm còn lại là 1/5. Câu này nghĩa là gì? Bức tường chứa hai cái cách hai ổ cắm điện còn lại là bức tường nào đây? Chính là XOZ đấy. XOZ không? Đúng không? Bức tường chứa hai ổ cắm điện là XOZ, thấy chưa? Nhớ nhận không nhỉ? Vậy thì từ C nếu mà thầy kể, nếu mà kể khoảng cách đến cái anh này ấy, chính là C gì đây? C gì? C
chắc chắn là CE luôn, đúng không? CE của tôi vuông góc với cả mặt XOZ và CE bằng 1,5, tức là ở đây gọi là U đi. Đấy, CE sẽ bằng OU bằng 1,7 các em, 1,5. Hiểu cái này nói chưa? Đấy, vậy thì ở đây cái tung độ của anh này là 1,5 là 3/2 đúng. Thế còn tại sao cao độ là 2/5? Bởi vì người ta bảo là gì? Các ổ cắm điện cách mặt đất là 40 cm. Tức là A cao độ là 2/5, B cao độ là 2/5 và C cũng là cao độ là 2/7 đấy, 2/5. Vậy ý này đúng hết chưa các bạn? Hiểu cái này nói chưa? Bây giờ người ta bảo là nếu của dây điện của quạt dài 3m thì nó không thể cắm tới nổ điện A, coi đúng hay sai? Quạt đây đúng chưa? Quạt đây đúng chưa? Điện A đúng không? Em đưa cho công như vậy. Nào nghe nào. Quạt đây, đây ổ điện A đúng không? Thì bạn tính dây điện là bạn tính độ dài Q gì? QA. Nào các em tính độ dài QA xem bao nhiêu. Q có rồi này, A thì có rồi này, bạn tính luôn. Căn bậc 2 của A trừ gì? Trừ Q. 7 trừ 6 là mấy đấy? 1 bình. 0 trừ đi 3 là âm 3 bình. 2/5 trừ 0 là 2/5. À đâu? Đúng rồi, 2/5 trừ 2. Bấm lên bao nhiêu? Sấp xỉ mấy? Nghe con về nào. Đúng không? Từ... người ta hỏi là nếu mà dây điện của quạt dài 3m thì nó không thể cắm đến độ ổ điện A. Thế mà mình tính QA đi, tính khoảng cách. Được chưa? Ba phẩy hai. Có cắm đến không em? Không cắm được, thiếu chưa? Vậy câu này là gì đấy? Sai. Đến chưa cả lớp. Alo đúng nhỉ? Bảo không thể cắm đến, đúng rồi. Thiếu. Đến chưa cả lớp. Thì cuối cùng nào, nếu dây điện của quạt dài 6m thì nó có thể cắm đến ổ điện B và C. Tức là như này nhá. Tức là từ Q mình cắm đến ổ điện B và từ Q cắm đến ổ điện C. Được em? Thì em chỉ cắm được một trong hai ổ điện thôi. Nghe kỹ câu hỏi này không là hiểu nhầm này. Có hai ổ điện đúng không? Nhưng có bao giờ em cắm được một cái quạt cùng hai ổ điện cùng lúc không? Hiểu biết là nói nhầm. Cứ bao giờ em cắm một cái quạt này ở hai cùng ổ điện thì cũng cái quạt nào giờ hơi cắm hai ổ điện khác nhau. Được chưa? Vậy các bạn hiểu là gì? Bây giờ các em sẽ tính QB. Và tính Q gì đây? C. Đấy, để giả sử tôi kéo từ Q đến B và từ Q đến C, và trong hai anh này các em so sánh như đây với cả số 6. Được. Để xem là nếu mà 6 mét thì có thỏa mãn QB không? Và có thỏa mãn Q gì đấy? QC không? Tức là anh QB với QC này, cái khoảng cách của QB QC phải nhỏ hơn nó bằng gì? Nó bằng 6 thì dây điện cắm được. Còn nếu mà QB QC mà khoảng cách nó lớn hơn 6 này thì dây điện nó có cắm đâu các em? Hiểu như thế nó không ạ? Đấy, cho nên là bài này mình phải tính đồng thời cả QB lẫn QC, và cả hai anh này đều nhỏ hơn bằng 6 thì mình kết luận ý này là đúng nhá các em nhá. Hiểu như thế nói chưa? Đấy, các bạn tự tính đi, hôm nay chúng ta nghỉ đây nhá. Để thiết lập nhìn vẽ, M là vị trí của máy bay này. OM người ta cho độ dài bằng 14. OM bằng 14. Rồi. NOB là góc này bằng 32 độ. MOC bằng 65 độ. MOC bằng 65. Rồi. Và tìm ra điểm M. Ok, câu này hay nhá. Nào các lớp nhìn câu này, khá là hay đấy. Bài này tọa độ điểm M của mình lại không biết. Đấy, tức là các em nhìn này. Điểm M tọa độ, người ta bài này không cho tọa độ một điểm nào cả. Chỉ biết rằng tam giác OMC là vuông tại C. Bây giờ thầy sẽ vẽ phiên bản OMC ra đây, nó là như thế này. O là góc tọa độ C vuông góc này. Và M được chưa?
Và cái góc MOC bằng 65. Và OM người ta cho bằng 14. Ờ thế thì xong rồi. Thì có phải là thầy sẽ tính được ngay đoạn O gì đây? OC không? Đây cái hình vẽ các bạn nhìn hơi mờ nhá, do cái file này in ra nó hơi mờ đấy, thầy sẽ vẽ lại nhìn cho các bạn cho dễ nhìn này. Câu này hay đấy, câu này thầy nghĩ là tầm 80% là câu không biết làm, trừ mấy bạn học khá giỏi ra. Đây là điểm M nhá. Mình chiếu vuông góc số mặt đáy này là N này. Và kẻ vuông góc đến trục Z là C. Thì đầu tiên chúng ta cắt nghĩa luôn cái thằng tam giác OMC này, nhìn vào OMC đây. Đây nhá, thầy vẽ này nhìn thấy OMC chưa? Thầy vẽ ra đây thì nhìn thấy chưa? Góc này bằng 65 độ. Và cạnh này bằng 14, người ta cho OM bằng 14 thì mình tính OC luôn là xong. Lượng giác nào các em? Kề trên huyền. Vậy đầu tiên thầy Giang có cốt của 65 độ sẽ bằng kề là OC trên OM. Mà OM là 14 rồi. Thế tính lại OC nào. Lấy cos 65 nhân 14 bấm vào thầy đi. Nào nhanh nào. Bấm luôn thầy. Cos 65 nhân 14 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu được em? Cos 65 nhân 14 bao nhiêu lâu thế? 5,9. 5,9. Ok nhá. Làm tròn giáo hoàn đơn vị là 6 được chưa? Ok, để 5,9 đi cho nó uy tín. 5,9 chưa các em? Thế thì có vẻ là C ở đây trên cái trục OZ nếu mà làm tròn đấy hàng đơn vị là 6 không? Thế thì cao độ của C chứ là cao độ của M chưa? Vậy thì điểm M tôi đây này, tọa độ của M là ABC, thằng này là 6 luôn này, C là 6 luôn. Điều là 6 đây chưa cả lớp? Ok. Thế thì không có lý do gì thầy lại không đi tính thằng CM. Các em nhìn này, CM ấy, thực tế trên hình nó chính là O gì đấy? ON. Mà ON đang liên quan đến tam giác ở dưới đáy này. Đấy, từ cái thằng N này kẻ vuông góc lên trục OI, nó là gì đấy? Là B. Mà tam này tam giác vuông chưa? Mình tính luôn thằng CM, tức là mình tính là ON luôn. Đấy, tính luôn thằng CN nhá. CM này là đối trên huyền, tức là sin 65 độ bằng CM trên 14. Vậy thì nhân lên cho thầy ra CM là bao nhiêu? Huy bấm thầy đi. Sin 65 nhân 14 là bao nhiêu? 12,68. Rồi thầy cứ để nguyên nhá, 12,68 chưa cả lớp. Thì có phải là mình tính được cái thằng CM thì suy ra luôn cái thằng ở dưới đáy là ON không? ON sẽ bằng CM bằng 12,68 nhá. Đi chưa cả lớp? Thế bơ thầy lại trích xuất cái thằng tam giác OBN ra. OB đây. N đây. Đây. OBN. Tôi có anh ON là 12,68 vừa tính xong. Mà người ta cho cái góc gì ạ? Cái góc NOB. NOB là góc này. Bằng 32 độ. Thế các em tìm được hai cái cạnh còn lại không? Là NB với cả OB không? Tính luôn nào, xong bài rồi đấy. Muốn tính cạnh này đúng không? Đối trên huyền. Vậy là sin 32 độ lại bằng NB trên 12,68. Huy bấm thầy luôn đi Huy ơi. NB ra bao nhiêu? Huy bấm đi. Sin 32 nhân 12,68. 6,72. Thế các bạn nhìn rồi thầy ra cái thằng ONB này này. NB ở trên hình là 6,72. Thầy xin thưa với các bạn, nếu mà từ điểm N thì kẻ vuông trục OX thì có phải NB chính là hoành độ của điểm N không? Là 6,72 chưa? Đúng chưa cả lớp? Làm tròn đến hàng đơn vị tôi cứ làm tròn đây là 7 nhá, được chưa các bạn? Thế có phải là hoành độ của M là hoành độ của N, mà hoành độ của N là 6,7 chưa? Vậy thì hoành độ của M là mấy đây? 7. Làm cho hàng đơn vị nhá. Đọc kỹ cái câu này. Tung độ này. Tung độ của M là tung độ của N, mà tung độ của N là tung độ của B. Thế là tính OB là xong gì? Đấy, xong bài rồi.
OB lại là kề trên huyền. Cốt 32 độ bằng OB chia cho 12,68. Đã bấm thầy xong rồi đấy. OB bao nhiêu kem? Bao nhiêu cả lớp? Bao nhiêu ạ? To lên, to lên. Bao nhiêu các bạn? 10,75. 10,75 bài này kết thúc. Làm tròn lên có phải sấp xỉ 11 không các bạn? Được chưa? OB bằng 11 thì có phải tung độ của B là 11 không? Tung độ B là 11 là tung độ của N là tung độ của M. Xong bài. Được chưa? Vậy thì câu hỏi này là A cộng 2 lần B cộng 3 lần C. A cộng 3 lần B cộng với à đâu, 2 lần B. A là 7 cộng với 2 nhân 11 cộng với 3 nhân 6. Tôi làm nốt cho em nhé. Các lớp hiểu câu này chưa? Ok chưa cả lớp? Đấy. Mấy bạn ở dưới nhìn nó to không nhỉ? Mệt thế. Bọn này học cứ như hồ đồ ấy. Các lớp hiểu chưa các em? Xong nhá. Câu tiếp theo đây các em gửi đi. Rồi, lại đến lượt bạn Lộc hỏi câu gì đây? Kết quả làm tròn. Được câu của Lộc này. Chiêu của đây gì em? Em từ em ngồi từ đầu buổi đến giờ thầy đang chữa theo những cái câu các em gửi về chứ không phải là theo cái đề nào đâu mà bây giờ đi xin đề. Bây thầy lúc ấy thầy tưởng là đọc tọa độ luôn. Nếu mà bài này nhá, nếu bài này chuẩn ấy thì các bạn đừng làm tròn tại các cái thằng này vội. Quên mất luôn ấy, thầy tưởng là kết luận luôn cái điểm M là đấy chứ thầy chưa đọc đến cái đoạn này. Bài này nếu mà chuẩn ý thì các bạn đến bước cuối cùng mới làm tròn cho nó chuẩn. Tức là ở đây các cái thông số này điểm C của mình ý, C của mình sẽ lấy nó là lúc nãy bao nhiêu nhỉ? 5,9. Giờ C là 5,9. B của chúng ta là tung độ. Tung độ nếu mà không làm tròn thì nó sẽ là OB. Thì là 10,75. Còn A của chúng ta nhẹ nhẹ thôi mời em rung rung bàn, rung bàn, cam rung, cam rung. A của mình là hoành độ thì bài này là 6,72. Có hiểu ý thế nó không ạ? Thì các bạn thay vào đây là A 6,72 cộng với 2 lần của B là nhân 2 nhân với 10,75 cộng với 3 lần C là 3 nhân 5,9 ra bao nhiêu mới làm tròn được hàng đơn vị. Có hiểu ý thế nó không bài này không? Lúc đầu thì làm tròn luôn bởi vì thầy lại chưa đọc cái đoạn này, thầy lại tưởng kết luận luôn là ABC bằng bao nhiêu thì mới làm tròn. Hiểu ý thế nó không ạ? Xong chưa? Vào. Trong không gian với hệ trục của XYZ, đơn vị đo là km nha. Các em để ý cái đơn vị này này. Bởi vì đề bài thực tế rất hay lừa các em ở cái đoạn đổi điều kiện hay không. Đấy, tức là các em điền đáp án mà em điền mà không đổi điều kiện lại các em sẽ sai. Một chiếc máy bay chiến đấu Su-35 của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không thay đổi từ điểm M đến điểm N. Đây tóm lại là vì ở đây là tôi di chuyển từ điểm M đến điểm N được chưa? Đấy, điểm M có tọa độ như thế này, điểm N tọa độ đề bài đã cho. Và thời gian là bao nhiêu phút các bạn? 20 phút. Và tính tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Nếu mà máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay. Hướng bay chính là hướng của vector MN ấy. Thế các em hiểu là máy bay của mình là bay từ M đến N sẽ bay tiếp đúng không các bạn? Đấy, bay tiếp này. 5 phút thì nó sẽ nằm ở đây này. Tại vị trí là N1. Được các bạn?
Thì cái mốc thời gian từ n đến n1 này là thêm bao nhiêu phút đây các bạn? 5 phút. Đấy, còn anh này là từ đây đến đây là 20. Được. Thế bây giờ đầu tiên nhá, tư duy này là các em để ý này là có người ta có cái từ dư nguyên vận tốc đúng không? Đúng không? Dư nguyên vận tốc đúng không? Thì đầu tiên các bạn nhìn về mặt thời gian trước, nếu mà dư nguyên vận tốc ấy, tỷ lệ của thời gian với cả tỷ lệ quãng đường như thế nào? Quãng đường là gì? Công thức này mà các bạn không biết là coi như là không đi học cấp 3 rồi này. Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gì đây? Được chưa? Đầu tiên nhá, thầy xét quãng đường MN là độ dài MN chưa? Tiếp theo là quãng đường MN1. Tại sao thầy lại chọn tỷ lệ này? Tại sao thầy chọn MN với MN1 mà lại không chọn MN với NN1? Các em nghe này, khi các em đi tìm tọa độ của một điểm ấy, ở đây chính xác là đi tìm tọa độ N1, được chưa? Phương pháp tổng quát như sau. Phương pháp tổng quát, nếu trong hình mẫu ghi Z, nếu tìm tọa độ một điểm thì thường các em sẽ gắn cái điểm này vào một đẳng thức vector. Cái này thầy đã dạy các em ở những cái bài đầu tiên rồi. Được chưa? Thì các em để ý cho thầy là cái vector MN với MN1 ấy là hai vector cùng phương cùng gì đấy? Hiểu? Được chưa các bạn? Vậy thì ở đây cái dấu hiệu dễ nhất chúng ta sẽ gắn nó vào đẳng thức vector là MN bằng K lần vector MN1. Chắc chắn K đây là một số dương, bởi vì là MN với MN1 là cùng chiều. Bây giờ cái tỷ số K này tìm như thế nào? Đây này, thông qua cái quãng đường này chính là độ dài nhé. Em có thấy là MN của mình là mình chưa biết nhá, MN độ dài chưa biết nhá, MN1 mình cũng biết đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta thông qua thời gian chúng ta sẽ tìm được. MN có phải là gì? Là vận tốc nhân với thời gian đi từ M đến N là bao nhiêu phút đây các bạn? Thời gian là 20 phút chưa? Tiếp theo MN1 thì vẫn V không đổi mà, vận tốc không thay đổi mà. Thế đố các em ở đây chúng ta điền là bao nhiêu? 5 hay là 5 hay là 25? 25. Tôi đi từ M đến N1 mà, được chưa? 5 ở đây là từ N đến N1 thôi, còn M đến N1 phải là 25 cộng với 5. Em có thấy là V và V chỉ tiêu không? Được chưa? Lấy đi 20 chia 25 tỷ lệ là bao nhiêu? 4 phần mấy? Ra tỷ lệ quãng đường chưa? Tỷ lệ quãng đường thì từ đấy tìm được K tỷ lệ của vector không? Ra 4 phần mấy các em? 5 cùng phương cũng hiểu rồi. Đấy. Thế thì từ đấy chúng ta suy ra một điều rất là tuyệt vời, đó là vector MN sẽ bằng 4 phần 5 lần vector MN1. Chưa? Quay về bài toán cực kỳ quen thuộc nhá, các em nhớ là năm nay các em thi kiểu gì các bạn gặp cái bài toán tìm tọa độ vector kiểu như này. Thế bây giờ muốn tìm cái tọa độ của MN của N1 ấy thì các bạn sẽ gọi cho thầy N1 tọa độ bao nhiêu? Là AB gì đấy? BC. Đấy, từ đây tính cho thầy vector nào. Vector MN1 chúng ta lấy tọa độ N1 trừ đi tọa độ điểm gì? Ờ. A trừ đi 500 chưa? Đúng không các em? A trừ 500 chưa? B trừ bao nhiêu đây? 200. 200. C trừ 8. Được chưa các em? Tiếp theo vector còn lại là vector M gì đây? MN. Nào lấy N trừ đi M nào. 900 trừ 500 là 400 nào. Đó. 320 trừ 200 là 120 cho các em. 12 trừ 8 là mấy đây các bạn? 4. Các lớp hiểu ý thầy Giang nói chưa? Vậy thì vector này bằng 4 phần 5 lần vector này, từ đấy chúng ta có hệ phương trình cực kỳ tuyệt vời như sau. Khoanh độ của vector MN này là 400. Thế bằng 4 phần 5 lần khoanh độ của vector MN1, tức là nhân với A trên 500. Nào các cao thủ bấm cho thầy A bằng bao nhiêu luôn đi. Đây đây còn bấm sai thì ạ các bạn luôn đi nhá. Nào tôi tục tung độ này là 120. Đấy là tung độ của MN. Thế bằng 4 phần 5 lần của B trừ 200 đúng không? B ra bao nhiêu đây các bạn ơi? B ra bao nhiêu đây? Hả? 350, 10 điểm. Nào nút IC, cao độ này là 4 này. Cho bằng 4 phần 5 lần nhân với C trừ 8 ra bao nhiêu đây các em? 13. Xong bài chưa? Vậy thì nếu mà mình điền vào em thưa cô, N1 của em tọa độ là 1000. 350. Với cả mười mấy? 13. Kết thúc câu này ở đây được chưa các bạn? Sao mà tọa độ điểm N1 mà?
Đấy các bạn chữa con này ở vở nhá, chữa nhanh. Em học đề sản xuất thôi, sao trường em học như như máy vậy? Thế học nguyên lý tích phân nhá. Chữ hàm số đi ạ. Sau câu này tôi đến hàm số nhá. Đấy, trong đề minh họa là có những câu kiểu như này là câu hình OIZ này. Nào các bạn nhìn câu này. Nào sẵn sàng là câu này chưa? Comment thầy số 3 vào cái chat. Câu này các bạn nghe này. Máy bay của tôi, đấy, máy bay của tôi đang ở độ cao là 9. Đấy, câu này các bạn sẽ xem cho thầy là liệu các bạn có bị lừa không nhá. Rồi. Và đầu tiên là ý A đúng luôn. Ý A thì thấy ngay rõ ràng là tôi người ta vẽ hình như này là chiều cao dòng số trục OZ rồi. Thì chiều cao là 9 luôn rồi. Được chưa? Câu này là đúng. Tiếp theo là cái câu B này, tọa độ của máy bay là 300, 150 đến 90. Đúng không? Thì bây giờ là đầu tiên mình xác định tọa độ này. Đầu tiên về cao độ thì máy bay là đúng là 9, mình vừa xác định xong. Mình chiếu vuông góc xuống mặt XOY thì hoành độ là 150. Sai, đúng không? Anh này hoành độ chứ phải là 150 chứ, làm sao 300 được? Và tung độ là 300. Nhá. Đấy, thì tọa độ chuẩn là như thế này. Câu này thì hai câu đầu rất là dễ này. Được chưa? Nhưng mà ý C này, nghe kỹ này. Phi công để máy bay ở chế độ tự động vận tốc theo hướng đông. Hướng đông là hướng gì ạ? Hướng đông là người ta vẽ chiều đây này. Hướng đông là cái hướng hướng này. Tức là máy bay ở đây bay đúng theo hướng đông thôi nhá, còn hướng nam người ta không bay theo. Tức là vị trí A người ta move sang bên này một vị trí là B. Được chưa? Rồi. Và ở đây người ta hỏi là tọa độ của cái ông B này là bao nhiêu? Ok chưa các bạn? Tọa độ mình này bao nhiêu? Đầu tiên với ông B này thì các bạn nhìn cái độ cao có thay đổi không ạ? Độ cao không hề thay đổi. Đúng không? Độ cao nó vẫn là bị che đề á. Có nhìn rõ mà nhỉ? Nào các bạn nhìn thấy độ cao này nhìn rõ đề chưa ạ? Nhìn rõ đề comment thì số 1 nào. Nhìn rõ đề comment thì ra số 1 nào. Nhìn rõ chưa? Rồi. Vẫn che à? Được chưa? Rõ chưa các bạn? Rõ chưa các bạn? Câu A thì không nói lại nhé, các em tua lại đi. Các em tập trung cho thầy câu B, câu C, câu D. Rồi ok, thầy đã thấy comment của bạn Murphy rồi. Rồi ok, bạn Murphy chắc là làm rồi đúng không? Nào bây giờ nghe nhá, câu này thì giải thích cho tất cả các bạn cùng hiểu này. Clear câu này cực kỳ đơn giản này. Từ A đi sang B đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn về cơ bản đi, là cái chiều cao có thay đổi không? Nó không hề bay lên, nó chỉ bay sang ngang thôi. Tức là chiều cao của thằng A với chiều cao của B là như nhau. Vậy thì ý này là đúng ở cái chiều cao, cao độ này là 9. Hiểu comment thì số 9 với kênh chat. Hiểu comment thì số 9 với kênh chat. Bây giờ tiếp theo là cái câu chuyện là từ A đi đến B ấy, thì mình dịch chuyển như thế nào? Từ A đi đến B thì ở đây là một cái quãng đường đúng không ạ? Quãng đường AB. Thế nhưng mà quãng đường AB tôi không biết. Thì khi mà người ta cho vận tốc ấy, thì phải nhớ ngay đến công thức là gì? Quãng đường AB bản chất là vận tốc nhân với thời gian. Được chưa? Vận tốc là 750 km/h thì là 750. Nhưng bài này người ta cho một cái keyword là gì? Đấy, bài toán thực tế kia. Là gió thổi theo hướng đông vận tốc là 10 m/s. À. Thế bây giờ thì đố các bạn vận tốc của máy bay sẽ là bao nhiêu? Comment phải nhìn chat để xem hôm nào. Nào, thầy hỏi đơn giản như này nhá. Nếu mà máy bay bay từ A đến B thì vận tốc của cái máy bay là bao nhiêu? Comment thì phần cái chat, comment đi. Comment các bạn, comment đi. Comment đi. Comment đừng có cộng thêm, comment cho thầy nào, xác nhận thầy một lần nào, sau thầy sẽ nói tại vì sao các bạn đi thi bài toán thực tế các bạn hay sai. Nào tất cả các bạn comment cho thầy nào. Câu chuyện là gì? Đơn vị có khớp nhau đâu, tại sao các em lại lấy 750 cộng 10? Tại sao lại đến 750 cộng 10? Bạn nào comment 760 là một điểm về chỗ.
Nhớ cho thầy Giang phải đổi đi ạ, à, đổi đơn vị nhá, 10 mét trên giây sang giờ với km đi là phải nhân với 3,6, được chưa? Nhân với 3,6 cái này thì thôi nhá, thầy không phải nói cái đoạn này nữa. Nhân với 3,6 là bao nhiêu đây? 36. Vậy thì cái vận tốc của tôi cộng thêm hướng gió, gió nó bút thêm cho mình mà bút tốc, được chưa? Đó gọi là trong liên minh gọi là tốc hành đấy, 36 nữa. Thời gian là bao nhiêu ạ? Xuất phát đây này là 9 giờ 30 phút và kết thúc là 10 giờ 30, tức là thời gian tôi bay được 1 hour, 1 tiếng nhân 1. Vậy thì ở đây cái anh AB của tôi độ dài là 786 km nhá. Xin thưa với các ngài, đọc comment của bạn Thiên lấy lại đề và xem lại video ở You thầy lại Trường Giang trong phần mô tả, được chưa? Là có đề của và video ngày hôm nay, các bạn xem trong vòng chục cái video gần nhất thì sẽ có phần 1. Vậy thì bây giờ tọa độ của điểm B này thì cao độ là bằng 9 rồi nhá. Bây giờ chúng ta chiếu vuông góc xuống chụp ở dưới. Em thấy ngay rõ ràng đây là A phẩy, đây là B phẩy, thì cái hoành độ của B phẩy nó chính là hoành độ của anh A phẩy luôn, nó vẫn là bằng 150. Đúng không? Vậy thì 150 đúng. Nhưng mà cái tung độ đấy này, ban đầu ở đây là 300. Ở đây tôi dịch chuyển đi một khoảng là 7 bao nhiêu ạ? 786. Thì có phải lấy 300 cộng với 786 không? Ba cái đoạn màu vàng này như nhau. Thì 300 cộng với 786 không là 1086 à các bạn? Vậy ý này là đúng. Nào, hiểu comment thầy chữ cái C nhỏ phần chat để thể hiện là các em đã hiểu câu bài toán tư thế này rồi. Được chưa? Có toán 9 không thầy? Toán 9 thì hiện tại thì không có thầy, thầy chưa có thời gian thì like. Ok. Đấy nhá. Câu D là xong. Ok, các em lên mạng các em search đi. Cách đổi từ mét sang giây sang km trên giờ. Cái này thì nó là kiến thức cấp 1 rồi, cấp 1, cấp 2 rồi. Về tự đọc nhá, lên Google search. Sau khi máy bay bay đến vị trí lúc 10 giờ 30. Đấy, bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình khác cho các em dễ hiểu, hình này nó hơi rối rồi, nếu mà thầy vẽ lại rất là rối hình. Đây. Tức là các anh này đang ở vị trí B. Thấy chưa? Bây giờ lại đi ngược lại về C. Đúng không ạ? Nó bảo vẫn theo hướng hướng Tây nhé. À, ngược lại là hướng Tây, các bạn hiểu thế nào hướng Tây không? Đông Tây Nam Bắc. Đông Tây Nam Bắc. Các bạn biết Việt Nam rồi gì? Đây là hướng Đông này này. Thì ngược lại của Đông thì nó sẽ là Tây. Em hiểu không nhỉ? Nó sẽ là Tây. Ông này là Nam. Ngược lại là Bắc, đúng không? Đông Tây Nam Bắc, cái này chắc chắn các bạn biết. Đó. Ý của người ta là gì? Là chiều di chuyển nó vẫn song song với cả hướng Đông, nhưng mà nó quay lại thôi. Thế giờ nó quay lại thôi. Đấy, thế bây giờ cái vị trí B này nó đang là cái mà chúng ta vừa tính ở trên này này. Thế mình quay về C nhá. Đấy. Rồi. Thế bây giờ đầu tiên là người ta bảo là gì ạ? Là tại cái điểm C này và tìm khoảng cách ở hỏi lúc 11 giờ. Lúc 11 giờ thì máy bay cách gốc tọa độ bao nhiêu km? Đây thầy sẽ copy cái phần đồ này ở dưới. Ok, thế tức là ý của người ta hỏi là bay từ B về C thì khoảng cách OC là bao nhiêu? Vậy thì tư duy là gì ạ? Để tìm được OC thì ở ý D tôi cần phải biết tọa độ điểm C. Đúng không ạ? Muốn tìm tọa độ điểm C rất đơn giản. Là em nhìn cao độ của điểm B này. Cao độ của điểm B nó vẫn là 9. Mà cái thằng đây này, đúng không? Lúc nãy là A với B như nhau. A với B cao độ như nhau, mình có thay đổi độ cao đâu. Thì thằng C của tôi độ cao vẫn là như thế, vẫn là 9. Hiểu comment thầy số 9 với cái chat. Bây giờ tiếp theo là gì? Là mình quan tâm là gì ạ? Cái anh C, cái anh B của tôi này, tôi chiếu xuống trục mặt OXY lúc đấy thì hoành độ là 150 đúng không? Hoành độ là 150. Và cái anh này đang là bao nhiêu? Anh này vừa mới tính lúc nãy xong là 1086. 1086 chưa? Đó. Vậy thì bây giờ là cái anh C này tính như thế nào? Các bạn lại dùng công thức quãng đường. Quãng đường của tôi, quãng đường CB của tôi là lại bằng vận tốc nhân với thời gian. Bây giờ vận tốc là gì ạ? Nên các bạn nghe này. Bây giờ là vận tốc quay ngược lại với vận tốc là 8
800 km. Được chưa? Và biết lúc đó trời lặng gió, tức là không còn tính v gió ban đầu nữa. Lúc nãy là có v gió là 10 m/s, bây giờ không tính anh v gió nữa, tức là chỉ có vận tốc là 800 km của máy bay thôi, thì vận tốc đây sẽ là 800. Được chưa? Tiếp theo là người ta bảo là gì, thời gian là từ 10:30 đến 11 giờ, 10:30 đến 11 giờ, tức là nửa tiếng. Nửa tiếng thì là 0,5 giờ, đúng không? Để đến bị là giờ xong. Vậy thì quãng đường thôi là 400. Được chưa? Từ đây về đây là 400. Được chưa các bạn? Thì mình gióng xuống dưới. À, đây là B phẩy này. Đây là B này, đây là C phẩy này này. Thì các bạn nhìn tọa độ này này, tọa độ C phẩy. Đấy, tọa độ của C, hoành độ của C là hoành độ của C phẩy. Hoành độ C phẩy là 150. Tung độ của C là tung độ của C phẩy. Bây giờ tìm tung độ C phẩy là sao? Đấy, lùi này. Đây là 400 đúng không? Tức là bạn lấy 1086, bạn lùi về 400 là 686 chưa? Hiểu, comment thầy Giang số 3 phải cái chat. Đấy, xong rồi đấy, đến đây là tính nốt độ dài OC là xong rồi. Thế thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Có gì đâu. Bây giờ mình tính công thức nhá. Gốc tọa độ là 000. Được chưa? Sau trừ trước, 150 trừ 0 là 150 mình. Cộng với 686 trừ 0 là 686 mình. 9 trừ 0 là 9 mình. Nào, các em tự bấm đây, kiểm tra này đúng hay sai. Người ta là ra 723 là đúng hay sai đây các bạn. Nào, đúng hay sai đây? Các em nhớ là gì? Khi mà mình xem live nhé, mà mình thấy là gì ạ? Là càng những cái câu kiểu như này mà các đối thủ không xem, tức là cơ hội của mình đỗ đại học cao hơn đấy. Làm được không? Có bạn làm không? Mình làm được không? Câu 6 này tổng 3 vector này bằng căn A N, sao giống cái câu lúc nãy nhỉ? Câu này em sẽ làm như nào? Câu này các bạn làm như nào đây? Ở hình 1 thì sao? Tức là về cơ bản là tôi sẽ rút gọn vector này. Đúng chưa? Bình phương lên chỉ dùng cái bài có 2 vector thôi nhá. 3 vector bình phương lên thì các bạn dùng hẳn là thức của 3 biểu thức giờ hơi không? Tức là nếu mà có 2 biểu thức thì mình sẽ nghĩ ngay đến việc bình phương, được chưa? Bởi vì là bình phương nó sẽ có hẳn là thức của bậc mấy đấy? Bậc 2. Hiểu ý cho nó không ạ? Nhưng mà có 3 thằng này các bạn bình phương, các bạn dùng công thức hẳn là thức gì? Hiểu ý cho nó không? Đấy thì tư duy như này nhá, mình giúp họ đi đã. Rất đơn giản này, đầu tiên này, cực kỳ dễ luôn. Bây giờ F1 cộng F2 đúng không? Các bạn biết quy tắc hình bình hành đúng không? Biết đúng không? Nào, nếu mà thầy sẽ nghĩ cách này nhá. Các bạn thử xem là cách này các bạn có làm được không này. Tập trung nghe đây này. Đầu tiên nếu thầy áp dụng quy tắc hình bình hành ấy, thì F1 cộng F2 nó sẽ bằng F mấy đây? F4. Hiểu không đã? Vậy thì bên trong này của tôi là tính độ trị tuyệt đối của F2 cộng F3 tôi sẽ thay bằng F4. Gì? À, F1 cộng F2 nhỉ? Thì sẽ bằng F4, tức là sẽ là F4 cộng mấy? Cộng 3, cộng F3. Cả bằng cái lớp hiểu rồi này chưa đã? Bằng căn A được chưa? Thế nên bây giờ tôi mới dùng cái lúc nãy là tôi bình gì? Bình phương lên. Hiểu biết thế nó không ạ? Bình phương lên thì chúng ta có F4 tất cả bình cộng với 2 lần tích vô hướng của F4 nhân với F mấy đây? F3 cộng với vector F3 bình phương lên. Được chưa? Anh này là căn A, bình là A cho các em. Nào, vector F4 bình bản chất là bằng độ dài của nó bình phương đúng không? F4 này cho độ dài chưa? Chưa cho nhưng mình tính được. Các bạn nhìn này, F1 độ dài là 2, thằng này là F2 độ dài là 3, thằng này là 4 đúng không? Thì có phải là theo tính chất hình chữ nhật ý, thằng này là 2, thằng này cũng là 3 chưa? Kem Pythagore, kem tính được thằng màu xanh này gì không? Tính này bao nhiêu đây? Hả? Cái gì? Căn 13. Ok nhá. Đấy, ở đây lưu ý đi, F4 độ dài này thì bằng căn bờ 2 của 2 bình cộng 3 bình là căn 13. Đấy thì thằng này sẽ là căn 13 tất cả gì đây? Bình phương. F3 độ dài biết bằng 4 rồi.
thì là 4 bình, được chưa? Và cái tôi chưa biết là tích vô gì, tích vô hướng. Nào chúng ta sẽ tích vô hướng nào. F4 nhân với F3 nào bằng độ dài của vector F4 nhân với độ dài của vector F gì? F3 nhân cos góc sen dưa, đúng không? Thế nhưng mà các em học chứng minh vuông góc chưa? Học rồi đúng không? Các em đấy là gì? Vector F3 vuông góc F1 chưa? F3 vuông góc F2 chưa? Tức là nó sẽ vuông cả cái mặt phẳng màu gì? Đúng không các bạn? Vậy thì suy ra là hai vector F4 với F3 vuông góc với nhau, vậy tích vô hướng khỏi cần tính, nó bằng vector gì đấy? À là bằng mấy? Bằng không. Hiểu ý này nó không ạ? Vậy thì bài này là mấy đây? Không luôn. Kết quả tôi có căn 13 bình phương là 13 cộng với 16 bằng A. Thì A của mình là bằng 2 mấy nhỉ? 29. Có đúng giải là 29 không? Xong rồi này chưa? Thì đây là cái cách nhanh nhất, thì nghĩ là nhanh nhất rồi. Được. Đấy, học giỏi toán là gì? Học giỏi toán sẽ giúp kem làm sao đây ạ? Khiến người cũ quay trở lại. Lý do rất đơn giản thôi. Mình học giỏi toán là mình thông minh. Mình thông minh thì con mình sau này thông minh. Được chưa? Sau này tôi đỗ đại học top 1, top 2. Được chưa? Tôi lo được cho em. Đấy. Thầy có nhận học sinh đẹp trai hơn thầy không? Nếu mà em đăng ký học thì thầy chấp nhận. Được chưa? Thầy hy sinh cái vẻ đẹp trai của thầy đi một tí cũng được, không sao cả. Đấy. Rồi bây giờ các bạn nhìn câu này nhá. Câu này là OA, OB, OC đô một vuông góc với nhau. Tức là ba vector này vuông góc với nhau các bạn. Đấy, người ta bảo đô một vuông góc với nhau đấy, tức là cái ba cái vector này F1, F2, F3 đô một vuông góc với nhau. Và bây giờ là trọng lượng của chiếc đèn là cái anh này. Và trọng lượng của dây không đáng kể. À, tức là như này các bạn. Nó như nào cho dễ hiểu nhỉ? Các bạn nhìn ở cái hình này, các bạn học vật lý rồi đúng không? Chắc là các bạn học vật lý rồi. Bơ các bạn hỏi cho thầy là vector P như thế nào với cả vector F1, F2, F3. Các bạn trả lời cho thầy có đúng là tổng hợp lực không? Sao thấy mờ đấy nhỉ? Không thấy đeo comment. Các bạn có thấy bị lag không? Nếu mà lag thì comment thầy lag qua phần cái chat nhá. Nếu mà không lag thì comment số 1. Còn nếu mà bị lag thì comment lag qua. Sao thầy không thấy thằng học comment nhỉ? Đấy. Hơi thế ra là người giỏi toán nhưng mà lại không thấy đeo comment. Ủa mỏ cổ ấy. Nốt câu này nhớ, nốt câu này hôm nay thầy nghỉ. Bởi vì là thầy hứa là hôm nay thầy chữa nốt đúng không? Mà thầy bảo rồi cái phần sau là hầu hết là các em sẽ không biết làm. Thế thì thầy mới chữa. Video này record rồi này. Đấy, thì các bạn bây giờ các bạn mà lên thầy lại Trường Giang là có luôn. Không biết là công có biết đường và lấy không nữa. Bài này trong sách giáo không cách nhiều. Ok đúng rồi, bài này trong sách giáo khoa thì nhìn cũng quen mà. Đã đợi thì một tí nhá, cho thầy không thấy các bạn comment là sao. Ở bên TikTok thì vẫn có comment nhau, bên kia không thấy. Sao lại ảo thế nhỉ? Không khó đâu các em ơi, bài này rất là dễ, không hề khó tí nào nhá, được chưa? Rồi. Ôi giời, mọi người quá. Nào bây giờ chúng ta phải xem là cái trọng lượng của chiếc đèn là anh này đúng không? Trọng lượng tính là chính là cái này các bạn này, độ dài của vector P đấy. Tức là người ta đang cho độ dài vector P của tôi là bằng 15 cana. Thì bây giờ người ta phải bắt chúng mình là mình tính cái anh 15 cana này là cái gì. Có hiểu ý thế nó không ạ? Thì bây giờ các bạn nhìn bằng mắt tôi là tổng hợp lực đúng không các em? Tổng hợp lực này, bởi vì là để treo được cái dây ổn định ấy. Các em hiểu đơn giản như này nhá. Học cái này học về vật lý này. Nếu mà về vật lý thì các bạn hiểu đơn giản như này. Để treo cái vật này ổn định thì cái trọng lượng, tức là cái vector P này các bạn này, độ dài của nó, được chưa? Cái lực, cái trọng lực của cái gọi là cái này gọi là gì nhỉ? Cái đèn đi. Nó phải cân bằng với cả ba cái dây này đúng không? Thì mới giữ được. Chứ còn nếu mà cái P này mà cái vector này mà lớn hơn thì nó sẽ bị đứt. Có hiểu ý thế nó không ạ?
Đấy, thì ở đây nhìn bằng mắt tôi các bạn sẽ biết ngay là vector P của mình ấy nó sẽ bằng vector F1 cộng F2 cộng F3. Đây là giải thích cho dưới rằng là bạn nào mà biết một chút kiến thức về vật lý nhá, gọi là về biết về khái niệm cân bằng vật. Thế còn nếu mà để giải thích về môn toán nhá, thì các bạn nhìn như này, như sau này. F1, F2, F3 là ba anh đô một vuông với nhau. Thế thì ở đây các em vẽ cái khối hộp như thế này là các em sẽ hiểu cái ý của thầy nói. Mình sẽ vẽ gần giống cái này nhá. Tức là các bạn biết vẽ hình hộp đúng không? Nếu mà mình vẽ theo cái phương 3 vector F1, F2, F3 vuông góc với nhau ấy, thì cái hình của mình nó sẽ là cái hình này các bạn. Nó chính là một cái khối hộp như này này. Khối hộp chữ nhật. Được chưa? Có hiểu ý thế nó không nhỉ? Đấy. Thì ba cái vector của mình là F1, F2, F3. Nó trung góc mà, trung góc O mà. Đây này, góc O đây này. Đó. Thì các bạn học quy tắc hình hộp rồi. Tổng của ba vector đô một vuông góc với nhau thì ở đây chúng ta sẽ bằng vector gọi là đây gọi là OD1. Được chưa? Đấy, và cái anh OD1 này thực tế nó chính là bằng vector P của các bạn đấy. Bằng vector P của bạn đấy. Thế bây giờ mình dùng luôn hình này mình tính thôi. Đúng không? Tức là người ta cho độ dài của vector P bằng căn 15 trên A, à, căn 15 của A, thì tức là bằng OD1 luôn. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta làm cái gì nhỉ? Đề bài người ta cho, ok, thế bây giờ các bạn làm như này. Cực kỳ dễ luôn nhá. Nào, độ dài vector P thầy sẽ thay bằng F1 cộng F2 cộng F3. Các bạn sẽ dùng cái bài ở trên lúc nãy ấy. Các em có thấy là lúc nãy thầy dạy ở cái bài trước đấy là nếu mà tôi có tổng của hai vector thì cách xử lý là tôi bình phương lên không? Thế rồi thầy sẽ áp dụng cái lý thuyết này này. Bây giờ tổng của ba vector thì mình không bình phương được. Vậy thì thầy sẽ kết hợp nhá. Thầy sẽ lấy tổng của F1 cộng F2 trước. Đấy. Được không? Tổng F1, F2 hoặc là F2 cộng F3. Nếu mà dễ bài này là lấy tổng của F2 cộng F3 đi. Các bạn nhìn này. F2 cộng F3 có phải trên hình của mình ở dưới này không? Tổng của hai vector này thì vì nó vuông góc mà nằm trong cái khối hình như này ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng là gì? Là bằng cạnh chéo này, tức là áp dụng quy tắc hình bình hành. Ở đây gọi là D. Thế có phải là F2 cộng F3 sẽ bằng OD không? Hiểu comment thầy chữ cái D nhỏ phần cái chat. Tức là sẽ bằng F1 cộng với cả OD. Được chưa? Hello Thúy Hằng nha. Rồi, và bây giờ bằng căn 15 đúng không? À, bằng 15 căn A đúng không em? 15 căn A. Thế thì bây giờ vẫn như mọi khi là thầy sẽ bình phương hai vế. Đấy, đúng như phương pháp đấy, thầy bình phương hai vế lên. Anh này bình phương lên bao nhiêu nhỉ? 15 bình à? Thì là 225 của A, được chưa? Rồi, thầy áp dụng Pythagore nhá. À không phải Pythagore mà hẳn là tức F1 bình chưa? Cộng với 2 lần F1 nhân với OD đúng không các em? Cộng với vector OD bình chưa? Bằng 225. Nào các lớp hiểu comment chữ cái 5 số 5 phần cái chat. Trời ơi các em ơi, các em nhìn trên hình cho thầy Giang. Hãy nhìn cho thầy vector F1 với OD là nó vuông gì? Vuông góc theo quy tắc hình hộp chắc chắn được, bởi vì là cái thằng F1 này nó vuông với cả mặt đáy mà hai vector vuông với nhau thì tích vuông với nhau của nhau bằng mấy đấy các bạn? Bằng không. Các em có hiểu không? Đó. Thì ở đây chúng ta tính thôi. F1 độ dài cho bằng 15. Đây. Ai ố gì mà. Vậy của tôi có là 15 bình cộng với 2 nhân 0 chưa? OD các bạn tính được không các bạn? Chả nhẽ lại không tính được. Ông này là 15 này. Ông này là 15 này này. Ô, đấy là hình chữ nhật mà có hai cạnh bằng nhau, vậy là hình vuông. Hình vuông thì đường chéo cũng thức tính nhanh rồi. 15 căn mấy?
căn 2. Đấy, trời ơi, dễ vô cùng luôn các bạn ạ. Nào, đi tìm A là xong bài nhá. Rồi, thế thì ở đây A ở đây là gì? Lấy 2 này cộng vào 15 bình, được chưa? 15 bình cộng với cả 15 căn 2 bình phương lên là bằng 675, bằng 225A. Vậy thì A của tôi bằng gì? 675 chia 225, kết quả bằng 3. Khúc bài này chưa các bạn? Thầy Giang xin phép cho đáp án là A bằng 3, điền vào đây. Đấy, câu này các em chỉ cần có cái gọi là cái tâm tưởng như thế này phát là các bạn gọi là làm trùng câu này ngay. Đấy, các bạn chụp lại nhé. Đấy, khi mắc vào vị trí E thì người ta sẽ thẳng 4 cái dây như sau này. Dây EA, EB, được chưa? EA, EB, EC, ED, được chưa các em? Sao cho 3 cái dây, 4 cái dây này độ dài là như gì đây? Như nhau, đúng không? Đọc đề bài người ta có nói rất là rõ được đấy rồi. Và ở đây chúng ta có một vector lực là F1 nằm trên đường EA, F2, F3, F4 tương tự nằm trên 4 cái dây đấy chưa? Và người ta có cho điều kiện là gì đây? Cái độ dài của cái vector, các cái vector F này là bằng bao nhiêu nhỉ? Là 4,7 kN đúng không? Có lại là 4,7, tức là người ta cho giá trị của anh 4 cái lực này chưa? Hiểu như thế đúng không nhỉ? Rồi, dữ kiện gì nữa quan trọng nữa tiếp theo? Đó là các cái góc tạo bởi các cái cạnh bên so với cái mặt ABCD bằng bao nhiêu các bạn? 60. Tức là ở đây em hiểu là như này nhá. AE tạo với mặt đáy, EB, EC với cả ED đều tạo với mặt ABCD một góc là bao nhiêu đây? 60 độ. Thầy ghi ở đây đại diện EA thôi. Và bây giờ người ta gọi là trọng lượng của ô tô lớn nhất khi nào? P của ô tô bằng bao nhiêu? Để điều gì xảy ra các bạn? Các bạn đọc đề bài. Đề bài đọc khi nào? Cần cẩu kéo lên là hay nhào đây? Kéo xuống lên hay kéo xuống hay nhào đây ạ? Để gì ạ? Trọng lượng ô tô lớn nhất để cái cần cẩu này kéo lên đúng không? Rồi cái việc kéo lên hay chưa kéo lên nó rất quan trọng nha, để tí nữa chúng ta biện luận đằng sau nhá. Để kéo được lên, tức là cái trạng thái là chúng ta sẽ nhấc ô tô này, ô tô để ở đây nhá, thầy không vẽ ô tô mất thời gian ghi chữ K này, các bạn hiểu chưa? Nhấc lên trên tức là gì ạ? Cái này liên quan một chút đến các bạn học vật lý hoặc là học về vector thôi. Để cho kéo được cái ô tô lên ấy thì P là trọng lượng đúng không các em? Và trọng lượng ô tô ấy thì nó sẽ luôn hướng gì? Xuống. Hiểu cái thế đó không ạ? Thì tư duy như này. Đấy, cô Hương vật lý vừa nghe trong lực cô ấy vừa mò sai. P để cho kéo được ô tô lên thì cái lực kéo của mình ấy là nó phải lớn hơn cái lực gì ạ? Lớn hơn trọng lực ô tô đúng không em? Nhưng mà dạy theo toán chỉ có dạy được. Cái lực kéo của mình nó phải lớn hơn cái lực gì ấy? Lực P. Hiểu cái thế đó không ạ? Thì nó mới kéo lên trên mà. Bây giờ mình sẽ đặt vấn đề là gì? Bây giờ bốn cái lực này của mình ấy nó liên quan gì đến P? Có hiểu thế không ạ? Bởi vì bốn cái lực này nó liên quan đến anh này này. Bốn cái lực, bởi vì cái trọng tải của cái ô tô này nó đang phụ thuộc vào bốn cái dây ấy. Hiểu thế đó chưa? Thế bây giờ để bài này dễ làm nhá. Nếu mà các em gặp một cái bài toán ấy mà cho cái kiểu là bốn cái lực F1, F2, F3, F4 này bằng nhau ấy, bạn bỏ hết cái hình đằng sau đi, bạn tập trung vào bốn cái này thôi. Tức là ở đây chúng ta sẽ thu gọn cái hình này, chúng ta sẽ xét khối chóp mới. Ở đây thì lấy trên cái cạnh EA này thì lấy đây là làm MNP đi. À thôi, A1 đi, đằng này là A1, đây là A1 đây này. Ở đây thì sẽ có là B1, ở đây thì có C1, ở đây thì có D1 chưa? Nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng mới. Mặt bởi vì là cái độ dài nó như nhau mà cái. Hiểu thế đúng không ạ? Độ dài F 1, F2, F3, F4 như nhau thì có phải là cái thằng A, ví dụ ở đây thì nói đơn giản là cái thằng A, AB2 này
Nó sẽ song song với thằng này chưa? Này song song chưa? Này song song chưa? Tức là cái này mới của mình nó là một cái mặt phẳng mới, nó song song với mặt phẳng này không các bạn? Tức là chúng ta sẽ xét riêng để chúng ta tính riêng cái thằng này, cái thằng F1 này. Đó. Nào bây giờ thầy sẽ vẽ một hình mới nhá, y xì như thế, nhưng mà lần này thầy sẽ vẽ lần này cho các bạn thấy hiểu. Chúng ta make cái hình này sang. Mình sẽ vẽ một cái góc quen thuộc hơn là góc này. Thầy dạy các em rồi nhá, còn nhớ cái bài toán không? Năm ngoái lớp 11 học cái hình không gian này rồi này. Nếu khối chóp mà có các cạnh bên bằng nhau ấy, thì đường cao hạ như nào? Đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đấy, tâm đáy. Đáy của tôi ABCD là hình gì? Đề bài cho ABCD trở thành hình chữ nhật. Thế có phải cái thằng màu đỏ này của mình đây này cũng là hình chữ nhật không các em? Tính chất đồng dạng. Vậy thì ở đây thầy Giang lấy là A1 B1 C1, D1 có đáy là tâm O. Vậy từ đây chúng ta dựng đường cao lên. Các lớp hiểu ý thầy nói ra này không ạ? Được chưa? Và cái thằng EA1 ấy, nó chính là F1 ấy, mà độ dài mình biết rồi các bạn. Đây này, ở đây cái câu người ta cho độ dài F1 của mình ấy chính là EA gì đấy? EA1, bởi vì thầy lấy cái vị trí EA1 nó bằng cái vector EA1 nó bằng với vector F chưa? Hiểu ý thầy nói ra này không ạ? Tức là bài này các bạn hiểu là hình chóp này của mình tất cả các cạnh bên đều là 4,7. Bây giờ câu chuyện là như này nhá, các bạn cần tổng hợp lực cho này. Bởi vì bản chất là cái thằng P của tôi nó thay thế bằng tổng hợp lực này chưa? Đúng không? Để ở trạng thái cân bằng ấy thì tổng hợp lực F1, F2, cộng F3, cộng F4 nó chính bằng gì đấy? Bằng P. Có hiểu ý gì nó không ạ? Đấy, tức là ở trên hình mình phân tích là F1 cộng F2 cộng F3 cộng F4. Đấy, hợp lực lại nó sẽ bằng P. Thế vì độ dài thì sao? Bây giờ mình cứ hiểu đơn giản như này nhá. Bây giờ thầy sẽ đi xử lý cái anh này. Là chúng ta phải đi xử lý cái đẳng thức vector. Đó là F1. F1 thì thầy thay luôn cho đỡ mình viết nhiều. F1 chính là EA1 chưa? F2 là gì ạ? F2 ở đây thì đặt đây là... Thôi ở đây thì ghi luôn cho dễ nhá. F1 này. Hay là F gì ấy? F2 mình đặt luôn ở trên hình này đi cho nó dễ nhìn. F3 đó là F gì? F4. Thì có phải là chúng ta có ngay là P của chúng ta sẽ bằng F1 cộng F2 cộng F3 bằng cộng F4 không? Chúng ta cần thay vào án vào cái hình này sẽ bằng cái gì ạ? EA1 cộng EB1 cộng EC1 cộng ED1 chưa? Đúng không? Chính là tổng hợp lực của bốn cái lực này. Nó chính là bằng P đấy. Hiểu ý thầy nó không ạ? Ok chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta trả lời tiếp này. Thế bây giờ là nếu anh này bằng P rồi thì bây giờ câu chuyện nó thu gọn là cái gì ở trên hình này? Rất đơn giản này. Các bạn nhớ ứng dụng trung điểm không? Có nhớ đúng không? Thầy ra hỏi là EA1 cộng EC1 ấy, nó bằng mấy lần EO? Nó phải bằng 2 lần EO không? Bởi vì O là giao điểm của hai đường chéo trong hình chữ nhật thì là trung điểm chưa? Nhóm ngay EA1 phải nhóm với cả EC1. Đấy, cộng vào sẽ bằng 2 lần của vector E thì EO. Nào tương tự ED1 cộng với EB1 bằng mấy lần EO? 2 lần. Xong chưa? Vậy suy ra cái vector P của tôi ấy, về cơ bản nó sẽ bằng 4 lần vector EO. Các lớp hiểu đoạn này không đã? Ok chưa các bạn? Được chưa? P ở đây chính xác là bài này có liên quan đến cái tấm ở dưới không nhỉ? Nếu mà nó không cho thì chúng ta có thể... Không, người ta không cho gì cả.
Ok. Rồi bây giờ xong bài này rồi đấy. Bây giờ chúng ta biện luận này. Vậy thì cái lực kéo của tôi ấy, nó phải như thế nào so với cái anh này? Phải lớn hơn. Hiểu ý thế không ạ? Ở đây thì thầy Giang sẽ nói, ở đây nếu mà để nó giống bằng ấy, thì nó chưa đúng. Chưa đúng lắm. Ở đây mình cũng chưa thể nói cái giống bằng ở đây được. Ở đây thì để nói chuẩn xác hơn ấy, thì là thầy mới đi rút gọn tổng hợp lực của bốn anh F1, F1, F2, F2, F3 thôi. Ở đây chính xác ấy, nếu mà để nói cái lực kéo ở bên trên ấy, lực kéo của bên trên thì nó phải bằng với cả tổng bốn hợp lực của anh ở dưới này này. Thế bây giờ các bạn hiểu đơn giản như này nhá. Để cho kéo được lên thì cái anh P của mình, trọng lượng của mình nó phải làm sao đây? Nó phải nhỏ hơn được bằng cái này. Có hiểu thầy nói không ạ? Người ta bảo lực kéo của mình phân tán là bốn cái dây đúng không? Được chưa? Mình nhích lên trên. Thế thì cho nên là ở đây là để kéo lên trên thì cái trọng lượng ô tô phải nhỏ hơn được bằng anh này. Độ dài của nó. Hiểu chưa ạ? Trọng lượng là độ dài. Là đúng rồi, nếu mà nói về lực là độ dài kilonewton. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có cái biện luận là gì? Để cho kéo được thì cái anh trọng lượng này nó phải nhỏ hơn được bằng tổng bốn hợp lực anh ở trên. Vậy thì ở đây cái giá trị lớn nhất của người ta hỏi bài đề P của mình ấy, sẽ phải nhỏ hơn được bằng. Đấy. Các lớp hiểu ý thầy nói lúc này không ạ? Tư duy được chưa? Lỗi thầy nói bằng là nó bị sai, bởi vì nếu mà bằng nhau thì là nó sẽ không dịch chuyển lên điều cả. Đó, nó không dịch chuyển lên. Bằng là ở trạng thái cân bằng mà, thì là cái cần cẩu và cả cái xe sẽ đứng yên. Còn bao giờ lực kéo phải thắng cái trọng lượng ở dưới thì nó mới nhích lên trên. Cho nên là cái lớn nhất của mình nó chỉ có thể bằng thôi. Rồi, bây giờ các bạn nói tiếp, nghe tiếp này. Bây giờ là câu chuyện là mình tính để mình trả lời cái câu hỏi của đề bài đúng không? Paymax của cái ô tô là bao nhiêu gì? Rồi mình đi tính nghe o thôi. Bài này rất là dễ thôi. Bài này có một dữ kiện mình chưa dùng này. Góc 60 độ này. Đúng chưa? Khi mà cái đường EA tạo với mặt phẳng BCD thì có phải là cái đường EA cũng tạo với mặt màu đỏ góc cũng là 60 độ chưa? Xác định góc đi. Quay về toán lớp 11. Đỉnh, giao điểm, chân vuông góc. Thầy dạy công thức rồi. Cạnh bên, lấy một cái bên bất kỳ nhá, là EB1 tạo với cả mặt đáy thì là đỉnh, giao điểm, chân vuông góc. Vậy thì góc của tôi là góc bằng 60 độ chưa các bạn? Mà cái thằng này là 4,7. 4,7. Các bạn tính được EO không? Dùng lượng gì? Lượng giác. Hiểu thế đó không ạ? Nào chúng ta dùng nhá. Ở đây thì tính xét tam giác gì ạ? Xét tam giác EB1O đối trên huyền. Vậy là sin. Sin 60 độ sang bằng EO trên EB1. Mà EB1 bằng 4,7. Đấy, các em nhân chéo lên cho thầy là bao nhiêu nào? 4,7. Bao nhiêu đây các bạn? EO sắp xỉ lẻ đi. Bao nhiêu? 2,35 đúng không? Nó bảo đề bài là yêu cầu làm tròn cái hàng phần mấy? Phần gì ạ? Phần trục. Phần trục là 1 dấu phẩy hay chữ số sau dấu phẩy là mấy chữ số đấy? Phần trục là 1 thôi nhá. Còn phần trăm mới là 2 được chưa? Thế là đọc thầy kết quả nếu mà làm tròn hàng phần trục là bao nhiêu? Vẫn là như thế mà các bạn làm tròn nên làm gì lâu ấy nhỉ? Ok, 4,7 nhân với cả sin 60 là bao nhiêu? Đề bài là 4,07 á? Đây là 4,07 gì? 4,07 thì làm tròn là 4,1 đúng không? Làm tròn hàng trục mà, phần trục mà. Hiểu không nhỉ? 0,7 thì 7 là lớn hơn 5, làm tròn đây là 4,1. Xong chưa? Trả lời được bài này chưa? Hay vào đây. Anh này sẽ bằng 4 lần nhân 4,7 ra bao nhiêu các anh? Nào các lớp nhìn nhá, bài này còn cho trọng lượng khung sắt thì các bạn phải cộng thêm thôi. Hiểu thế nó không nhỉ? Ô tô chưa? Thêm khung sắt nữa là bao nhiêu đây? Nào thì bơ mình làm như nào đây? Đấy mình ra. Nào kết luận nốt nào. Nếu mà bàn về mất thêm khung sắt là gì, kết luận như nào? Nó chỉ là một hàng số phụ thôi mà. Thì em lấy kết quả này làm sao đây? Cộng với mấy? Cộng 3. Đúng không? Nó thêm cái phần nặng thì cái lực kéo ông phải tương ứng, ông cũng phải thêm từng đấy cho mới kéo được nhất nó lên chứ. Quan trọng nhất là thằng P.
Vậy thì nếu mà thêm khung sắt thì các bạn cộng thêm cái lực này của mình phải cộng mấy nữa? Cộng 3. Tức là ông này sẽ cộng thêm khung gì? Cộng thêm khung sắt. Đây nó lại vào này nhá. Tức là mình không phải cộng 3 bên này mà cộng 3 bên này thôi. Bởi vì là cái bốn cái lực căng này là kéo cả cái xe lẫn cả cái tấm gì ạ? Tấm sắt. Thì đây là trọng lượng của xe chưa? Cộng với tấm sắt chưa? Mình không có 3 bên này mà mình chuyển sang. Anh này là 3 này, thế chuyển sang là mình trừ mấy? Trừ 3. Để mà nói P nhá, thế thì suy ra P ở đây của mình phải là trừ 3. Đấy, ở đây là cộng với khung sắt đấy nhá. Cộng với khung sắt là 3 nữa. Rồi. Rồi đúng không? Ok nào, nhìn câu này nào. Nhìn hơi mờ nhỉ? Thầy sẽ tóm tắt lại nhanh nhá. Câu này hay đấy. Nào có lớp tập trung nghe nào. Nào dừng việc riêng lại nào. Thầy bảo rồi, những câu dễ không nói, nhưng mà những cái câu bài toán thực tế năm nay là học tủ đi game. Các em phải hiểu là gì? Hàm hợp với tìm mờ các em bỏ hết đi. Được chưa? Nào, một cái cân nhá. Tại sao thầy trước câu này? Bởi vì hôm nọ ấy là mình chưa học cái bài là bốn cái dây căng lên, bài này chỉ có ba cái dây thôi. Đây thầy ghi cho các bạn đơn giản như này. Đây này, cái đỉnh S này căng vào bốn cái lực T1, TB với cả TC. Chưa? Đấy, ba cái vị trí này để giữ cái cân. Rồi. Thì ở đây mình hiểu là mình sẽ đi vẽ một cái khối chóp SABC. Đúng không? SABC. Bài này bài toán thực tế liên quan đến cái chương 2 vector trong không gian. SABC. Đấy, ABC là ba cái điểm cân này này. Hiểu ý thầy nó không nhỉ? Đấy. Thì nó có mấy cái lực căng là T1, T2, T3 đấy. Thấy chưa? Bây giờ người ta bảo là gì? Ờ, góc ASB bằng 60. ASB tức là các cái góc ở đỉnh S này là bằng 60 độ này các em này. Các em có nhìn điều này không ạ? Đấy, ASB 60, BSC 60 và ASC 60 cho các bạn. Nào. Rồi bây giờ người ta hỏi tiếp là gì? Trọng lượng của đĩa sắt là 900 Newton. Thì trọng lượng là gì? Trọng lượng là các bạn hiểu không? Nếu mà còn nói về vector ấy thì nó là một cái phương nó như thế này. Không các bạn, trọng lượng mà là độ dài cực. Thì tức là để cho cái cân này, để cho ba cái dây này này nó giữ cân bằng được với cả cái đĩa, thì ba cái hợp lực này nó sẽ tạo thành một cái lực này. Nhưng mà sao lực căng này vẽ như này nhỉ? Hỏi bạn là có bạn nào năm nay thi thầy thấy thầy lực căng sao người ta lại vẽ như này nhỉ? Thầy tưởng lực căng nó phải ngược lại thì mới níu được cái thằng P này chứ. Nhưng mà tưởng là ở đây đây nhá, thầy tư duy lưới các thầy không nhớ lắm về vật lý, nhưng mà thầy tưởng là lực căng nó phải là lực còn lại thì nó mới giữ được cái lực ở xuống dưới chứ, kiểu hai lực nhau chứ. Sao lực căng nó lại vẽ từ đây xuống dưới? Cái hình như này. Tên của họ đây này. Đây là như hình của thầy, lực căng của dây có vẽ chiều chắc anh nhỉ? Căng lên không? Ảo thế đấy. Chả nhẽ người ra đề lại không có chuyên môn về vật lý sao? Đúng không? Đây này, mũi tên này này. Tên nó đang trúc xuống mà. Lực hút của dây. Đúng không? Về vật lý nhá, bởi vì các bạn biết là thầy Giang của các bạn là học bách khoa. Và bách khoa là thầy có học vật lý ở thầy học cơ 2 mới cả, nói chung là thầy học rất nhiều về cái vector tác dụng lực này rồi. Cho nên nguyên lý là để cho vật cân bằng thì một cái thằng phản xuống dưới thì phải có một lực đối xứng phản lại ngược lại lên trên. Chưa? Tức là thầy đang thấy cái vector này đang chưa hiểu sao để vẽ như này.
Thôi bỏ qua cái đấy đi. Mình đơn giản hóa vấn đề nhá. Tóm lại các em hiểu như này. Tập trung nghe này. Nào tôi tập trung nghe này. Em hiểu đơn giản như này, tất cả những cái bài toán trọng lượng như thế này thì cái trọng lực P này này về cơ bản hình vẽ nó sẽ trúc xuống đất, bởi vì là rõ ràng cái vật nặng này nó rơi xuống đất mà. Thì cái độ lớn của cái thằng P này nó chính là bằng 900. Và nó luôn bằng độ lớn của hợp lực của ba cái thằng này chưa các bạn? Ok chưa các bạn? Ba cái lực căng này là ba cái lực mà phải cứu cái không ạ? Giữ cái đấy nó không bị đứt cái dây nó rơi xuống. Đấy là T1 cộng T2 cộng T3. Chưa? Đây là thầy làm đúng theo hình nhá, còn neo theo như thầy nếu mà chuẩn thì cái lực căng nó phải ngược lại. Thảo nhé. Cái này thầy phải cần một bạn học giỏi lý một chút xác nhận lại, lâu lâu thầy không quên. Bây giờ sau khi tôi có P là bằng 900 bằng tổng hợp lực của ba anh này rồi. Thế bây giờ mình đi hợp lực ba thằng này đi. Đúng các bạn. Thế cái hình này của mình là một hình sao cho ba góc này bằng 60 độ à? Ba góc này bằng 60 độ mà người ta ba sợi dây này người ta không cho bằng nhau. Thì bây giờ các bạn nghe này, cái câu này nếu mà các em đi học ấy thì ngày xưa nó có một cái bài toán y xì như thế này. Nhưng mà bài toán là như này. Cho một hình chóp tam giác SABC. Cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3 và ba cái góc này đều bằng nhau bằng 60 độ. Nghe nhá. Đây là có một cái kiểu bài làm mà các bạn nhắc lại luôn là gặp là có một cái cách làm cực kỳ hay. Thì bài này nó đúng là như thế. Theo như thầy hiểu, bởi vì là bài này người ta không nói là cái dây này ba cái dây này như nhau. Thầy cứ cho khác nhau đi. Thì khi mà các em gặp ba cái dây SA, SB, SC khác nhau nhưng mà ba cái góc này bằng 60 độ này. Thì phương pháp là trên SB bạn lấy thầy một đoạn B phẩy là 1. SC lấy thằng C phẩy là 1. Thì khi đấy chúng ta sẽ có một hình chóp mới tuyệt vời hơn là SAB'C' và thằng này sẽ trở thành chóp đều. Có hiểu ý thầy sang đó không ạ? Đó là trở thành chóp đều. Bởi vì là độ dài của ba cái cạnh này là 1. Hiểu ý thầy nói không nhỉ? Thì thầy cắt nhỏ nó ra, thầy lấy cái thằng chóp nhỏ ấy là có phải là 1 không? 1 chưa? Hiểu ra này không ạ? Có hiểu không đấy? Đó. Thầy chỉ lấy cái thằng ở trên thôi. Và vì thằng này bằng 1 mà góc này 60 độ này. Vậy thì chắc chắn tam giác RB tam giác gì đấy? Đều. Tương tự với SB'C' và SAC'. Tất cả đều chưa? Thì thầy Giang sẽ tính được thể tích của thằng này một cách đơn giản, bởi vì chóp đều tính rất là dễ. Và từ đấy ta dùng định lý Simpson. Năm ngoái các bạn học định lý Simpson chưa? Năm ngoái thì tưởng các bạn mới học tỷ lệ tích ạ? Năm ngoái học tỷ lệ tích chứ? Thế thì đề này cho vớ vẩn. Đề này mà cho kiểu này là ngoài cái thức sách giáo khoa. Nhưng tôi không sao, thầy vẫn dạy các bạn được. Đây nhá, thầy giải thích luôn nhá, bởi vì đúng theo cái bài này là người ta không hề cho một cái dữ kiện là ba cái dây bằng nhau. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ ví dụ câu này luôn này. Người ta bảo tính độ lớn các lực căng T1, T2, T3. Nhưng mà thầy lại hỏi bạn nghe một chút, lực căng là chỉ là T1 này thôi hay là kéo dài đến hết à? Lực căng là từ S. Hả? Các vật lý SA với T1 như nhau á?
Thế sao nó chỉ vẽ cái đoạn này thôi? Không, vector, độ dài vector với độ dài của đoạn đấy phải như nhau chứ. Ví dụ T1 nó như này mới gần. Độ dài vector khác nhau mà. Ờ, thầy cũng thấy hơi đau đầu ở cái hình này nhé. Bình thường ấy, căng từ nó đi từ đây đến cái điểm tác động luôn nhỉ? Hay là chỉ một nửa nhỉ? Ờ, cái này mình lại không biết. Thôi không sao, mình đẳng cấp mà. Ok nhá, thế thì bây giờ thầy làm đơn giản như này rồi, cho các em dễ nhìn này. Nó như nào nhỉ? Bây giờ, đấy. Thế thì khỏi cần nghĩ như cách vừa rồi, bây giờ chúng ta nhìn này. Mình bám theo đúng hình vẽ nhá. T1, T2, T3 như thế này. Tức là nó như nhau rồi, trên hình nó vẽ là bằng nhau rồi. Thì bây giờ thầy sẽ làm đơn giản như này luôn này. T1, T2, T3 thầy sẽ gọi là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có đúng không cả lớp? Tức là trên hình nó vẽ ba vector này như nhau rồi đúng không? Chưa? Yeah. Thì thầy lấy luôn là từ S đến vector T1 ấy, từ đầu điểm S đến hết vector T1 là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thế thì mình cắt nó ra. Mình sẽ thu được một góc. Thì bài này dễ lắm. Đấy nhá, thầy bản thân ý, là một cái bài toán thực tế thì đề nó phải cho logic. Các bạn đọc cái đề minh họa của bộ, người ta cho rất là chi tiết, học sinh không ở thắc mắc. Những cái đề như này là thầy thấy là nó vẫn bị thiếu sót về mặt logic cho ta đề. Chưa? Đấy, thì thằng này chính là T1 luôn này. Đấy, nó cho dễ hiểu. Vector T1, vector T2, vector T3. Thế ở đây là chúng ta có bài này bằng nhau rồi, mà góc này vẫn là 60 độ không các em? Vậy cái khối chóp S, A phẩy, B phẩy, C phẩy là hình chóp đây, chóp đều. Đúng các bạn. Thì bây giờ các bạn nguyên lý hiểu như này nhá. Ba cái vector này, ta đi tính độ dài của ba vector này thì làm như thế nào đây? Thế bây giờ ở trên hình đi tổng hợp lực ba vector này thì nó sẽ bằng mấy lần cái thằng này đây? Bây giờ các bạn phải xác định là tổng hợp lực của ba vector này ở trên hình ý, nó là vector nào? Mình mới đi giải quyết được cái câu chuyện là đi tính độ dài của thằng này xong rồi. Thì bây giờ vì là hình chóp tam giác đều thì hỏi các em là đường cao của khối chóp này các em có biết không? Các em ơi, bảo với các bạn rồi, có một cái việc là các em học các em không tập trung vào những câu khó. Chính cái tư duy thầy dạy cho các bạn để các bạn làm được câu này biết đến lúc đi và toang. Các em hỏi lại ngay anh Hiếu, anh Đức hay là chị Giang hay những cái câu khó này các anh chị giảng, anh chị có nghe không? Lúc nào anh chị cũng làm, phải đặt mục tiêu làm được. Bây giờ nhá, ba cái vector này nó tương đương là cái SASBC đấy. Đấy, cái phương với cả chiều y hệt rồi. Ở trên hình vector SASBC, bây giờ mình làm phải thu gọn là một cái, đúng không? Nó bảo tổng ba cái anh vector này. Thì bây giờ thầy tư duy như này. Đầu tiên nhá, SA cũng SB đi. Thì chúng ta dùng công thức là lấy T1 cộng T2 thì ở đây thầy có Y là trung điểm của SA. Công thức trung tuyến là gì? T1 cộng T2 nó sẽ bằng 2 lần vector AD, có hiểu không nhỉ? Hiểu đoạn này không các bạn? F1 cộng S2 bằng 2 lần AD, công thức này thầy dạy ở bài đầu tiên vector trong gian, có đúng không? Đấy không các em? Thế bây giờ là còn 2 lần SI cộng với cả T3 đúng không? 2 lần SI cộng 3 thì cũng hay nhỉ? À không, đây, thế thì bài này dùng cái công thức này cho dễ này. Bài này thấy Giang sẽ lấy G là trọng tâm của tam giác đáy. Đúng không? Cái này cho dễ. G là trọng tâm của tam giác đáy. Thế có phải là bởi vì đáy là tam giác đều mà? Ta lấy trọng tâm bằng cách là lấy giao của ba đường trung tuyến. Nhưng mà để ý này, thế thầy hỏi các em là cái đường SG này có vuông với mặt đáy không? Thầy lấy nhanh S mặt đáy không? Có đúng không? Rồi, thì có một cái công thức rất là mạnh trong cái phần vector lớp 10 nhá, mà mình vẫn áp dụng trong vector chúng ta lớp 12. Đó là trong tam giác ABC, nếu tôi có G là trọng tâm
Đấy, bài này A phẩy B phẩy C phẩy này thì có công thức thứ nhất là GA phẩy cộng GB phẩy cộng GC phẩy bằng vector 0, được chưa? À. Nhưng còn một cái công thức nữa cực kỳ mạnh, đó là nếu mà tôi cho một điểm S bất kỳ thì tôi luôn có vector SA phẩy cộng với SB phẩy cộng với SC phẩy bằng 3 lần vector S được. Bài này thì dùng công thức này xong luôn. SA phẩy chính là T1 không? Hay chính là SB phẩy là T2 chưa? Và SC phẩy là T mấy đấy? 3 chưa? Thì ở đây cái độ dài này chính là 3 lần độ dài của thằng S gì đấy? SG. Tương đối là bỏ luôn vector tính độ dài. Sao nó không ạ? Ok. Vậy thì câu chuyện là tôi đi tính SG luôn. Dễ dàng tính được SG đây này. P bằng 900 và độ dài tổng hợp lực ba cái anh lực này bằng SG. 900 chia 3 SG ra bao nhiêu? 300 đúng không em? Hello. Bây giờ câu chuyện ngược lại là SG biết thì tính cho thầy SA, SB, SC là bằng bao nhiêu là xong. Vì nó hỏi là độ lớn các lực căng. Đó không nhỉ? Tính như thế nào? Bây giờ quay về bài toán. Bỏ hết vector đi, quay về bài toán lớp 11. Một hình chóp tứ một hình chóp tam giác đều có cạnh đường cao này này. Thế bây giờ thầy đẩy vào một tam giác bất kỳ đi. Nhá, đoạn này nhìn tập trung nghe này này, thầy kéo AG dưới đáy này, G là trọng tâm đúng không? AG kéo ra thì sẽ cắt B phải C phải tại M là trung điểm cho các bạn. Bây giờ thầy Giang sẽ đặt cạnh SA là X. Chưa? Biết mà. Gọi là X. Và hình chóp đều ấy thì có phải là ba cạnh bên SA, SA phẩy FB phẩy bằng SC phẩy và AB phẩy A phẩy B phẩy B phẩy C phẩy và A phẩy C phẩy bằng nhau cũng bằng X không? Cái mặt SAB là SA A phẩy B phẩy là tam giác đều mà các bạn, xong mấy độ này thì cạnh này bằng cạnh này chưa các bạn? Cái bờ tư duy này thầy đẩy SG vào tam giác vuông SA phẩy G nha. Tam giác SA phẩy G thì có phải SG thầy bằng là sẽ theo Pythagore đúng không? SG bình bằng SA phẩy bình cộng với A phẩy G bình không? Chưa các cao thủ. SG là mấy trăm? 300 bình được chưa? SA mình đã đặt là SA phẩy là mấy đây? X bình được chưa? A phẩy G nhìn đây này. Đấy của tôi là tam giác đều là cạnh là X. Thế thì A phẩy M bằng bao nhiêu các bạn? Có những công thức thì dạy không? Tam giác đều cạnh là X. Đường cao AM là X căn 3 trên mấy đây? Trên 2. Và G là trọng tâm thì tỷ lệ là A phẩy G sẽ bằng 2 phần 3 lần A phẩy gì? A phẩy M. Vậy thì xong bài. Ở đây thì Giang theo đây thì AG là 2 phần 3 X tất cả bình. Ở dấu trừ đi các bạn. Cái SA là cạnh huyền thì phải là trừ. Thế thì các em có giải cho thầy tìm được X không nào? Xong bài chưa? Bấm đi. 1 trừ đi 4 phần 9. Bấm đi, bấm luôn đi các em. 300 bình 1 trừ 4 phần 9 là bao nhiêu? 5 phần 9 x bình nha. Lấy 300 bình chia cho 5 phần 9 cho căn bằng 2 x trả lời thầy bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây các bạn? Bao nhiêu ạ? Đâu đấy? 402,7 đây. Có lớp hiểu bài này chưa? Đấy. Khối lượng là M bằng 5 km. Đây đèn trùng đây này. Tức là tổng khối lượng của cái chiếc đèn này. Và được giữ bởi 4 đoạn xích SA, SB, C, D. Sao cho hình chóp này là tứ giác đều và có góc này bằng 60 độ. Câu này quá đơn giản. Đầu tiên nhé các em hiểu nhé, toàn bộ chiếc đèn này nó sẽ níu chiếc dây của mình. Được chưa? Toàn bộ chiếc đèn này nó sẽ níu chiếc dây của mình theo một cái phương là phương chiếu xuống dưới. Trọng lực mà. Ok không các bạn?
Và dây này của tôi ý, là nó sẽ có là cái vector SASBC này này. Thì là cái lực gọi là lực gì nhỉ? Lực này gọi là lực gì? Lực giữ. Được chưa? À không phải, cái này không phải là lực giữ người ta, chỉ mà nó là đây là bốn vector thôi. Rồi ok. Bơ ý đầu tiên nhá, người ta gọi đồng phẳng hay không? Nào các bạn comment thầy con này có đồng phẳng hay không các bạn? Con này có đồng phẳng không ạ? Khái niệm thế nào là 3 vector đồng phẳng và 4 vector đồng phẳng? Nào. Lực căng dây, ừ đúng rồi. Thầy quên mất cái tên lực này. Nào có đồng phẳng không các bạn? Thì nó luôn là không đồng phẳng. Để cho 4 vector đồng phẳng thì nó phải có phương song song với một mặt phẳng hoặc là nằm trên cùng một mặt phẳng. 4 x này là không nằm trên mặt phẳng nào cả, cũng không song song với cùng một mặt phẳng nào cả. Đấy, câu này là câu sai. Đấy, câu này là câu sai luôn. Rồi. Thì bây giờ là tiếp theo là ý B thì mặc định là đúng. Cái biết tại sao đúng không? Bởi vì khối chóp ABCD của tôi, đây thầy vẽ hình ra nhé. Khối chóp này là khối chóp đều mà. Khối chóp đều thì các cạnh bên là bằng nhau. Đúng không các bạn? Khối chóp đều thì hiển nhiên là tất cả các cạnh này đều bằng nhau rồi. Được chưa? Đấy, tôi còn vẽ được đường cao đây này. Đường cao của tôi đây này. Đấy. Ơ, Thiên chưa đi học à? Thầy tưởng đi học từ lũy rồi. Đây. Đấy các bạn nhìn nhá. S, A, B, C, D. Trời ơi, hình chóp tứ giác đều thì có phải là bốn cạnh này bằng nhau không? Thế thì ông này là đúng. Được chưa các bạn? Hiển nhiên độ dài ba cạnh như nhau. Bây giờ người ta bảo độ lớn P tác động lên nền trùm bằng 50. Thì các bạn hiểu là như này nhá. Về cơ bản cái anh P này này của tôi ý, là nó trọng lực nó hướng xuống dưới. Thì bốn cái vector còn lại là cái vector, thầy không biết là lực căng là theo chiều nào nhé, nhưng mà em hiểu là nó sẽ có cái lực giữ của dây. Được chưa? Bốn cái lực giữ của dây thì nó phải là hợp lực lại. Đây này, các em cứ tưởng tượng là bốn cái lực này của tôi, lực ngược lại đấy, BS, AS, CS, DS, đúng không nhỉ? Thầy không nhớ cái lực căng là nó sẽ vẽ nhà theo đúng chiều, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ là cái lực này. Và bốn cái lực này của mình ý, nó sẽ hợp lực lại. AS, CS, DS cộng với BS sẽ là hợp lực lại một cái thành một cái lực nào đấy, lực là gọi là lực F. Đấy chưa? Và cái lực F này của tôi ấy, nó sẽ ngược lại với cả lực P. P là trọng lượng, là trọng lực mà. Thì cái anh F này ngược lại và nó sẽ ở cái thế cân bằng. Thì cân bằng thì mới giữ được là nó đứng im chứ không chung chứ. Chứ nếu mà cái lực P nó nặng quá thì cái đèn nó bị rơi xuống các em ạ. Hiểu ý thầy nó không? Đấy. Ngược lại. Đấy, đây là trọng lực này thì ngược lại. Thế bây giờ mình hiểu là bây giờ cái câu chuyện là cái lực F này của tôi tổng hợp lực thì liên như thế nào? Thì chứng minh rất là dễ các bạn. Các bạn nhìn thấy Giang này. Cái thằng AS cộng với cả thằng SC nhá. Thì bài này nó như nào cho dễ hiểu nhỉ? Bốn lực căng được giữ bởi bốn đoạn xích PG. Rồi ok nhá, bây giờ mình hiểu đơn giản như này. Cái thằng AS, CS, DS bây giờ thầy đảo dấu vector đi thì thầy sẽ có là trừ SA, trừ SC, trừ SD, trừ SB cho. Thầy rút dấu trừ ra bên ngoài có phải là SA cộng SB cộng SC cộng SD không? SA cộng SC cộng SD cộng SB đúng không? Các bạn hiểu rồi đấy, comment thầy số 1 phần trên chat. Thì ở đây các em nhìn như này Giang là với trong tay cái tam giác SAC nhá, thì có phải độ dài của vector à cái vector SA cộng SC thì bằng mấy lần SD các bạn? 2 lần. Đúng không ạ? Công thức đường trung tuyến SA cộng SC luôn bằng 2 lần SD. Thế từ SD cộng SB cũng là luôn bằng 2 lần SD chưa? Vậy thì thằng này sẽ là trừ 2 lần SD cộng với 2 lần SD. Công thức trung tuyến vector.
Vậy thì tổng ra là bằng âm 4 lần N. Nào hiểu comment nhanh như thầy số 4 vào kênh chat. Vậy thì suy ra một điều vô cùng tuyệt vời là gì? Là tổng 4 cái lực này thực tế là bằng trừ 4 lần vectơ N. Và độ dài của lực, đấy, độ dài của cái lực căng này này là trị tuyệt đối của âm 4 lần N thì bằng 4 lần N chưa? Và chắc chắn rồi, để cân bằng thì độ lớn của cái lực N này và cái anh P này là phải như nhau. Đấy, tức là cái anh S đo 4 lần S đo này này OS chứ, nếu mà chuẩn là OS trừ mà, trừ với S đo là OS với cả anh P này này nó phải bằng nhau. À, bằng P thì tức là muốn tìm độ, đây này người ta hỏi là độ lớn của trọng lực, tức là đi tìm P thì sẽ bằng gì? 4 lần S đo. Thì bây giờ bài toán là đi tìm tính S đo thôi các bạn, rất là đơn giản nhé. Hình cho bài tứ giác đều mà người ta cho là gì ạ? Người ta cho khối lượng M mà 5 km. Thì ở đây mình tính P trước này. À đâu, bài này thì cần gì phải tính P theo quét đo nhỉ? Bài này nếu mà để tính P thì dùng luôn công thức thôi. Công thức người ta cho rồi. Độ dài của P, câu C nhá. P của tôi, đấy, vector P bằng M nhân với vector G. Thế thì có phải là độ dài của P chính là M nhân với độ dài của vector G không? Đấy, tức là P của tôi sẽ bằng M nhân G. Được chưa các bạn? P là không biết nhưng mà cho vật là 5 kg. Này là 5. G là bao nhiêu ạ? G người ta cho là 10. Xong bài. Người ta cho là 10. Vậy 5 x 10 là 50. Con này quá dễ luôn. Đấy. Bây giờ ý D này, mình mới dùng cái tính chất vừa rồi này. Cái độ dài của lực căng, à trọng lực luôn bằng độ dài của bốn cái dây này, đúng không? Bốn cái dây này hợp lực lại, lực của nó sẽ là thằng âm 4 lần SO. Vậy thì bằng trị tuyệt đối lên nhé, thì bằng 4 lần SO chưa? Đấy, thế thì bây giờ mình hiểu là gì? Là bây giờ tôi sẽ tìm SO trước bằng cách lấy P trên 4. Đúng không? P trên 4. Mà P là 50. Đấy, 50 chia 4 theo đây. Thì có phải sinh ra SO không? 50 chia 4 à? 50 chia 4 thì kết quả là 25/2. Bây giờ khi tôi có độ dài đo rồi thì tôi sẽ đi tính độ lớn của lực căng. Thì các bạn nhớ này, độ lớn của lực căng trên từng dây tức là một trong bốn anh này. Đúng không? Bốn cái lực căng này này, BS, AS, CS, DS. Thì có phải là tôi đi tính độ dài anh một anh bất kỳ là xong không? Ý là người ta hỏi là bốn cái thằng này bằng nhau bằng bao nhiêu đấy. Mình phải hiểu cái câu chuyện người ta hỏi cái gì. Được chưa các bạn? Đó, tổng bốn lực này mà độ lớn nó như nhau rồi. Thế bây giờ mình đi tính thôi. Thì mình biết SO là bằng 25/2. Thì ở đây nếu mà các bạn nhớ công thức này thì bạn làm cực kỳ nhanh này, đúng 5 giây này. Người ta cho một cái góc là ASC bằng 60 độ. Góc này bằng 60 độ ấy, thì đầu tiên chúng ta có ASC bằng 60. Thì thời gian suy ra là gì? Cái tam giác ASC của tôi là tam giác đều. Hiểu comment thì số 1 của kênh chat, nó là tam giác đều. Đúng không? Tam giác này có hai cạnh bằng nhau, vậy có một góc bằng 60, vậy tam giác đều. Thì thời gian có công thức này á, thầy giả sử đặt SC là x. Thầy giả sử đặt SC là x. Thì có phải có công thức gì anh không? Đường SO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì là đường cao. Thì có phải SO của tôi sẽ là x căn 3 trên 2 không? Mà SO của tôi vừa tính là 25/2 đúng không? Thế có phải tôi nhìn thấy không? 2 với 2 như nhau, lấy 25/3. X bằng 25/3. Vậy thì X chính là độ dài của mấy ông thần này. SA bằng SB bằng SC bằng SD. Và nó là 25/3. Chứ không phải là 25/3/2. Nhớ phải là 25/3/3 mới đúng. Nếu mà chụp căn thức lên. Vậy câu này là gì đây? Sai. Cả lớp hiểu câu này chưa? Đấy, các em nhìn lại thì câu này xem một lần nữa đi. Câu này sai nhá. Hiểu cái cách thầy giải thích chưa? Câu này mình làm đến tầm 3-4 câu như này là mình thấy là nó gọi là nó quá quen thuộc rồi. Được chưa các bạn? Đấy. Nhá. Đấy, các bạn chụp ảnh lại câu này đi. Xong hết mọi thứ rồi đấy. Rồi. Thì cái câu này các bạn nhìn cứ tưởng tượng nó là một khối chóp đi. Đúng không? Một khối chóp đi. Đúng chưa?
ABD đi, là ABC đi. Đây, D nhá, đúng không? Chúng ta có DA vuông với mặt đáy, góc ở đấy là 135 độ chưa? Bài toán này tao hỏi cái gì ạ? Độ lớn của hợp lực. Hợp lực mà độ lớn tức là trị tuyệt đối của F1 cộng F2 cộng F3. À, rất khó chịu bằng bao nhiêu? Rồi ok, không sao nhá, nhìn đây này. Đầu tiên thầy Giang sẽ đi hợp lực của cái hai cái thằng này. Các bạn nhìn như này, F1 cộng F2 thì chúng ta dùng công thức trung tuyến cho nó gọn ghẽ. Có phải ra một vector AI không? Đúng chưa các em? Nhưng mấy lần AI? Hai lần vector AI chưa? Hiểu ý cho nó không ạ? Hai lần vector AI. Hai lần vector AI thực tế nhá. Nếu mà chuẩn theo quy tắc hình hành ấy, nó sẽ phải gấp đôi AI này. Nó là bằng vector AD. Đấy, như này cho nó dễ hiểu đi. Nhưng mà thôi, mình đẳng cấp không cần, cứ để 2 AI nhá. Vì thầy có hệ số 2 đúng không? Giá như F3 của tôi cũng gấp đôi. Mà muốn gấp đôi thì tôi lấy trung điểm thôi, là K. Hiểu không nhỉ? Thế có phải F3 bằng mấy lần AK đây các bạn? Nếu K thì lấy trung điểm. Mấy lần AK đây? 2 lần AK. Đẹp chưa các em? Thế có phải rút 2 ra ngoài trị tuyệt đối là độ dài 2 chưa? AI cộng AK bằng mấy lần? Lại nối vào đây. Đây nhá, thầy vẽ như này cho các bạn dễ hiểu này. Đây là thằng AK này. Đây là thằng AI chưa? Đấy, vẽ riêng nó ra đi cho nó dễ nhìn. Thế bây giờ thầy lại nối vào, thầy lại dùng một lần nữa. One more time. Trung điểm. Hiểu ý thầy nó không ạ? AI không được rồi, lấy là M đi. Có phải AK cộng với AI lại bằng mấy lần AM đấy các em? 2 AM không? Thế thì ở đây rút 2 ra có phải là AI cộng AK? Và bằng 2 x 2 lần của AM chưa? Vậy về các bạn, nếu tôi lấy trị tuyệt đối tất cả những cái điều tôi vừa làm thì bài này tôi chỉ cần tính 4 lần độ dài AM là xong. Hiểu ý thầy nó không ạ? Ok chưa? Bây giờ AM thì tính như thế nào? Trời ơi, tam giác vuông mà các em. Cô thấy thằng vector F này nó vuông góc với cả ở dưới đáy không? Đúng nhá. Thế bây giờ là cái thằng F3 này. F3 đọc kỹ này. F1, F2, F3 lần lượt là 20, 15 với cả 10. Tức là F3 là 10 chưa? F3 là 10 mà AK tôi lấy là trung điểm, K là trung điểm thì một nửa của 10 là mấy đấy? 5. Được chưa các em? Bây giờ giá như tôi tính AI, chắc chắn là mình phải nhìn AI, bởi vì AI liên quan đến cái góc ở dưới là bao nhiêu đây? 135. Được chưa các em? Tính như thế nào nhỉ? Bài ở dưới đáy người ta cho F1 bằng 20 và cái thằng này là 15 mà góc xen giữa à? Thế thì ở đây tôi lại tính luôn như này nhá. Tôi tính luôn thằng BC đi. BC dùng định lý cốt. Đấy, tập trung nghe BC dùng định lý cốt này. Đầu tiên thì ra tam giác set, set tam giác ABC. Định lý cốt nhá. Muốn tính cạnh BC thì BC bình phương sẽ bằng AB bình cộng AC bình trừ 2 lần ABAC nhân cốt góc xen giữa là 135 độ. Cả lớp hiểu công thức này không? Không nhớ cái này thì thôi ạ các em luôn. Nào thay hội thầy đi các cao thủ. Căn bậc 2 của AB là 20 bình, AC là 15 bình, trừ đi 2 lần của 20 x 15. Thầy không biết đây là cách nhanh nhất chưa, nhưng hiện tại thầy nghĩ được đến đây thôi. Bấm cho thầy Giang đi xem ra bao nhiêu nào. Bao nhiêu em? Trật tự đọc các bạn ơi, 32,39. Nào dừng ở đây, các em hiểu câu này chưa? Ok chưa các bạn? Sau khi tôi có thằng BC rồi thì bây giờ tôi tìm AI dùng công thức trung tuyến nhá. Trong cái bài hệ thức lượng của tam giác lượng của lớp 10 cũng có một công thức tính luôn trung tuyến AI. Các bạn nhớ này, AI bình phương sẽ bằng hai cạnh
là AB và AC. Đấy, AB bình cộng AC bình chia 2 trừ đi. Các bạn nhìn AI có phải là tương ứng là trung tuyến tương ứng với thằng BC không? Trừ đi BC bình trên 4. Đấy, lại thay cho đây đi. Vậy AI của mình bằng gì? Căn bậc 2 của AB là 20 bình cộng 15 bình trên 2 trừ đi BC là 32,39 bình phương trên 4. Bao nhiêu đây các em? Hộ thầy cái. 7,09. Được chưa các cao thủ? Thế AI xong rồi, bài toán kết thúc chưa? AK là 5, anh này là 7,09 nhá. Thế tính anh này như nào? M là cái gì các bạn? M là trung gì? Trung điểm cạnh huyền chưa? Đường trung tuyến đứng với cạnh huyền thì luôn bằng một nửa cái gì đấy? Cạnh huyền. Vậy thì từ đấy chúng ta kết thúc bài này. Cái biểu thức người ta hỏi là T 4 lần AM này. AM, bản thân AM ấy lại bằng đường trung tuyến này chia 2, tức là KI trên 2. Tức là bằng 2 lần KI chưa? Trời ơi, điểm M là người ta không cho, đúng không? Và người ta cho điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, tức là 4 phương trình mà cho bạn. Thế thì bài toán của tôi là lập phương trình thôi, đúng chưa? Có hiểu ý cho nó không ạ? Câu này tất cả cái đoạn đằng trước cho tung hỏa mù, được chưa? Tung hỏa mù hết. Câu này đơn giản như này là MA bằng 3, MB bằng 6, MC bằng, đúng không? Thế bây giờ chúng ta có nhớ công thức tính độ dài không? Có, đúng không? MA bằng gì ạ? MA bằng căn bậc 2 của, thì nhớ là độ dài của một công thức là luôn có căn. Vậy thì để cho chúng ta đỡ đau đầu, chúng ta bình phương luôn. MA bình thì thằng này sẽ là 3 bình là 9. Để cho các em nào, lấy tọa độ A trừ đi M nhá. A là 3 này, 3 trừ đi A tất cả bình. Được chưa? 1 trừ đi B tất cả bình. Được chưa? 0 trừ đi C là âm C bình phương lên. Được chưa? Bằng 9. Hiểu comment thời gian số 1 phần cái chat. Tiếp theo MB bình phương lên thì là 6 bình là 36. Đúng không ạ? 3 trừ đi A là 3 trừ A bình. Được chưa? 6 trừ đi B là 6 trừ B bình. Đấy, 6 trừ C bình phương bằng 36. Rồi MC nào? Man City nào? MC bình phương lên là 25. Đấy, C này 4 trừ A là 4 trừ A tất cả bình. 6 trừ B tất cả bình. Và 2 trừ đi C tất cả bình. Để cho các bạn bằng 25. Đấy, MD nào. Con này chịu khó mình viết ra thôi, đoạn sau giúp họ dễ lắm các bạn. 13 bình à, 13 bình bao nhiêu nhỉ? 13 bình là 169. Thì chúng ta có là D là 6 trừ đi A tất cả bình cộng với cả 2 trừ đi B tất cả bình cộng với cả 14 trừ C tất cả bình. 13 bình là 169. Nào dừng đến đây, hiểu toàn bộ comment thầy số 4 với cái chat. 4 phương trình 4 lần. Bơ giải quyết bài này như thế nào? Tạo giải quyết bài này như thế nào đây các bạn? Thì bây giờ mình rút gọn nhá. Rút gọn này. Ở đây của tôi nhá là có gì ạ? A bình, B bình, C bình. Được chưa? Nhóm vào đi. A bình cộng B bình cộng C bình. Ok. Tiếp theo là thằng này là trừ 6A. Được chưa? Thằng này là trừ 2B. Thằng này là không có C thì tôi sẽ để nguyên. Hệ số tự do này, 3 bình là 9 cộng với 1 là 10. 10 chuyển sang bên này thì là đúng không? 3 bình là 9 cộng với 1 là 10, chuyển sang là âm 1. Đấy, phương trình đầu tiên. Xong. Phương trình thứ hai thì mình vẫn có là A bình, B bình, C bình chưa? Thằng tức nó vẫn là như thế mà, khác gì đâu. Ở đây là trừ 6A, trừ 12B.
Được chưa? Và thằng này sẽ là trừ 12C. Hệ số tự do nhẩm này. Đấy, thầy đang dạy các bạn cách giải nhanh nhất nhá. Nhiều bạn không biết giải đâu. Thầy đang dạy cho em cách mẩm nhẩm nhanh mà chuẩn nhất mà giải cực kỳ nhanh đấy. Đấy, tập trung nghe đoạn này. 3 bình là 9. 9 cộng 3, 6 cộng 3, 6 đúng không? Tức là các bạn bấm máy là 9 cộng 3, 6 x 2 là 81. Chuyển sang bên này là 36 trừ 81 là bằng âm 45. Hiểu comment thầy số 2 vào cái chat. Hiểu comment số 2 đi, xong thầy dạy các bạn bấm máy đoạn này cực kỳ hay luôn. Thằng này cũng là A bình, B bình, C bình này. Rồi. Trừ 8A. Đúng không? Hằng thức mà. Trừ 12B. Trừ 4C. Được chưa? 16 cộng 3, 6 cộng 4. Bình phương lên. 16 cộng 3, 6 cộng 4. So lấy 25 trừ đi 56. Là bằng âm 31. Câu này, đoạn này là cũng làm khá khá nhiều bạn không biết lại đâu đấy. Nhiều bạn yếu yếu ấy. Rồi tiếp theo, A bình, B bình, C bình chưa? Cũng như thế. Được chưa? Trừ 12A, trừ 4B. Thay là 14 à? Trừ 12A này, gấp đôi lên thôi mà. Trừ 4B. Thay là âm 14 là 14A, âm 28 nhỉ? 14 x 2 là 28, ok. 14 x 2 là 28. Âm 28C, được chưa? Hệ số tự do này, 6 bình là 36 này. 36 cộng với 4 cộng với cả 14 bình, 236. Thì lấy 169 trừ 236 là âm 67. Nào bây giờ nghe cái nghệ thuật để dạy các bạn giải câu này nhé. Các em phải thấy là ở đây có 4 phương trình nhưng mà có 3 ẩn. Tuy nhiên là cái biểu thức này rất phức tạp. Nếu mà phức tạp như này các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc là đổi biến. Các bạn thấy là tất cả các phương trình đều có là A bình cộng B bình cộng C bình không? Người thông minh thì người ta sẽ đặt anh này là D lớn. Được chưa? Và cái hệ của tôi sẽ trở thành là gì? Trừ 6A trừ 2 lần B cộng 0 lần C cộng D lớn bằng trừ 1. Đã, đến đây là máy tính bấm 4 phương trình 4 là xong. Trừ 6A trừ 12B trừ 12C cộng D lớn. Đấy, thấy không? Đấy, rất đơn giản. Được chưa? Rồi. Trừ 8A trừ 12B. Người ta phải có nghệ thuật các em ạ. Và nghệ thuật đấy thầy là người dạy cho các em nhá. Chứ còn các bạn bảo giải cái thằng cũ ấy cực kỳ khó luôn. Mà đến đây mình bấm máy tính, người ta nghệ mà các bạn. Các bạn biết nghệ không? Nghệ tiếng Anh là gì ạ? Đấy. Nghệ, những người nào nghệ người ta mới làm được nhá. Đợi thêm một tí. Đấy, máy hết pin rồi, máy hết pin rồi. Nào. Được chưa? 28C. Rồi, bằng âm 67. Xong. Bấm máy. Ai chẳng biết là bình thường, nhưng mà phần lớn học sinh không biết. Đấy mới là cái câu chuyện. Ừ, đang nghệ mà lấy hết pin. Ừ. Rồi, bấm máy nhá, bấm máy nút là xong nào. Bạn mới với các bạn học giỏi thì là bình thường đúng không? Thì đúng là bình thường thật. Nào, nhập này. Trừ 6 này các em này. B là trừ 2 đấy chưa? C là 0. D là 1. Hằng số tự do là trừ 1. Được chưa? Rồi. Trừ 6. Trừ 12. Trừ 12. 1. Hệ số tự do ở đây sẽ là bao nhiêu đây? Âm 45. Được chưa? Rồi. Trừ 8. Trừ 12 đấy chưa? Trừ 4. 1. Và âm 31. Được chưa? Trừ 12, trừ 4, trừ 28. Và 1 rồi trừ 67. Đấy, đẹp luôn. Chúng ta có x bằng 1.
2, 2, 9. Rồi, xong bài. A bằng 1, B bằng 2, C bằng 2. Và D lớn chính là A bình cộng B bình cộng C bình. Đúng không? Là bằng 9 thật đấy. 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình bằng 9 này. Khớp luôn. Nó là gọi là nét. Như Sony. Xong rồi. Thế người ta hỏi cái gì nhỉ? Ơ? Vị trí điểm M. Bài này bài gì nhỉ? Điền đáp án ngắn nào. À, khoảng cách từ M đến O. Khoảng cách từ M đến O. Thế thì xong rồi đấy. Khoảng cách từ M đến O thì bây giờ chúng ta xin phép làm nốt thôi. Tôi có M rồi đúng không? Thế từ đây có phải suy ra M của mình là gì? Là 1, 2, 2 đúng không? Thế thì độ dài MO các bạn nắm trong lòng bàn tay chưa? Là căn bậc 2 của 1. Anh O này là 0, 0, 0 rồi đúng không? Ai chả biết điều này. 1 trừ 0 là 1 bình. 2 trừ 0 là 2 bình. Và 2 trừ 0 là 2 bình. Vậy là bằng căn của 9. Tức là bằng 3. Sao? À, kiểm tra đáp án của bộ nhá. Kiểm tra đáp án của bộ nhá. Xem đúng 3 không? Úi dồi ôi, nó lại gọi là khớp. Được chưa các bạn?